xã hội. Hôm nay là mùng 8 Tết Canh Tý. Thường thường nếu mà chúng ta học kinh điển mà không tới nơi, chúng ta sẽ cho rằng cúng sao giải hạn là không phải của Đức Phật. Hôm nay lần đầu tiên tôi cúng sao ở tại làng Di Đà Con Rô kể từ ngày thành lập trên 10 năm. Và tôi cũng chưa từng cúng sao giải hạn cho làng Di Đà Indio ở tại Cali. Mà thông thường cỡ như ngày mùng 8 thì tôi thường thường tôi cúng ở bên tổ đình ở Washington State. Kỳ này tôi lấy cái đề tài mà cúng sao xuất phát từ đâu. Thật ra nếu mà không nghiên cứu tới nơi thì các vị thầy mới nghe qua dỗ dàng nói rằng tôi làm sai chánh pháp. Hôm nay tôi lấy cái phần cúng sao từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Thích Phước Hảo dịch, niệm Phật đường London, Ontario, Canada ấn tống vào Phật lịch 2540, tức là 1996. Cái quyển kinh này ấn tống này đã bao nhiêu năm rồi quý vị? Dạ, 20 mấy năm rồi nha. Chứ không phải lấy cuốn kinh nói là tôi dịch, nói rõ ràng tôi là ta cái trang. Tại vì phải hiểu cho nó rõ ràng thì chúng ta không phỉ báng. Và tôi cuối cùng tôi cúng sao là bằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và đổi sớ và niệm danh hiệu Đức A Di Đà vì chúng ta tu tịnh độ. Thì bác Thiện Tâm biết rằng mình niệm 108 danh hiệu Đức Phật A Di Đà và chúng ta tụng tâm chú Lăng Nghiêm là chúng ta đúng như kinh Đức Phật nói là chúng ta giải hết tất cả những cái xấu xấu nha. Đó là rõ ràng tôi cúng theo chánh pháp, nhưng mà tôi là theo cái trang kinh này, trang 485 trong cái kinh của Hòa Thượng, kinh Thủ Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Thích Phước Hảo dịch, là cái đoạn 5 khai thị sức mạnh của thần chú thành tựu được thế gian và sức thế gian thiên trí huệ tiêu nghiệp trước. Quý vị nhớ cái thần chú này nó được thiên trí huệ và tiêu nghiệp trước, thì quý vị thấy cái thần lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Những người mà bệnh tật nặng nề thì tôi thường trì những câu chú đó bằng tinh cho sợi dây đỏ và tôi cho đeo. Thì ở trong này có những người đang đeo là con là một nè, đó con không dám rời sợi dây đó. Và kế đó là có một số người vừa rồi pháp hội tôi có tặng đó, những người nào thật sự cần. Và quý vị thấy rõ ràng cháu của sư cô Như Bình đó là kêu cô Như Bình là gì, mẹ đang bị bệnh nặng, bắt đầu thấy ma thấy quỷ và nhìn bàn tay thấy di trùng, nhìn chỗ nào cũng thấy được, nhìn trong bụng thấy ruột gan, thì bà khủng hoảng và bà không ăn. Và cuối cùng tôi tùy chú Lăng Nghiêm trên cái sợi dây đỏ và 2 ngày sau chú không dự pháp hội, chú qua đây bữa tiền pháp hội và chú dạy, chính chú gọi qua cho cô Diệu Thiện, phải không? Chú nói mẹ đã bình thường ăn uống trở lại. Đó là cái thần lực chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà muốn đạt được cái thần lực mà mình giúp cho người khác thì quý vị phải trì chú tới hơn 1 triệu biến, 1 triệu biến Thủ Lăng Nghiêm. Sau đó quý vị mới có cái công năng giúp cho người khác. Thường thường thì những người bệnh như vậy tôi bắt họ phải đến tam bảo và tôi phải thấy họ có thành tâm tôi mới trì. Và tôi không có trì cho những người mà không có niềm tin với thần chú, họ sẽ mang tội. Vì khi tôi trì sợi dây đó là tôi thỉnh các vị Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát theo hộ. Nhớ kỹ, Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát và theo hộ. Và họ theo hộ sợi dây đó để họ bảo vệ cho người đó. Mà người đó là nên dùng phung phí thì người đó ngay cái duyên đó họ đã bật đứt với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và những kiếp sau họ sẽ bị đọa lạc. Cho nên nhiều khi họ lại năn nỉ tôi không có cho. Họ nghĩ rằng cái đó như một cái dây bùa giấy phép là sai. Cũng như cái cô gì mà ở New York á, cô đến đây ba cô bị bệnh á, ở Việt Nam đó, dưới cái tâm trí thành, cô gửi sợi dây về thì ba cô hết. Cho nên tôi không phải ai tôi cũng cho. Và ở trong này hình như là có một số người như là em của Phước á, là Lữ Châu á, thầy cũng cho. Nó thành ra những người đó bây giờ tôi đọc nè. Sau khi mà cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này nó xảy ra là do biến cố A Nan bị coi như bà Ma Đăng Già phải dùng thần chú của bà La Môn Hoài Đạo, tức là bùa yêu. Và ngài A Nan là chứng được sơ quả tu đầu hoàng, tức là ngài cao hơn tất cả những vị tỳ kheo hiện giờ chưa chứng quả đó.
Ngài A Nan sinh vào thời gặp Phật, Ngài có phước không quý vị? Và Ngài là em của Phật, và Ngài là cái bộ máy computer ghi nhớ từng lời của Phật, mà giờ Ngài vẫn bị tà thuật của bà Ma Đăng Già. Mẹ của bà Ma Đăng Già, quý vị coi trong cuốn lịch sử của Ấn Độ đó, là một cuộc đời Đức Phật đó, thì bà mới nhờ một cái tên Bà La Môn dùng thần chú. Và hiện tại bây giờ cái tình trạng mà các sư thầy ở Việt Nam sử dụng bùa chú này rất là nhiều, để mà coi như dùng những chuyện mượn đạo tạo đời. Và chính Đức Phật đã nói ngày nào thần chú Thủ Lăng Nghiêm còn tại thế, nơi đạo tràng nào, ngôi chùa nào mà còn buổi sáng còn tụng Lăng Nghiêm như chúng ta, thì chỗ đó có chim chết pháp. Quý vị có nhìn thấy rằng chúng ta đã được hộ vệ bởi cái hàng Thiên Long Bát Bộ, nhất là Kim Cang Tạng Dương. Ở đây chúng ta 6 giờ là phải tụng Lăng Nghiêm hết rồi, mà chúng ta thấy mưa bão bọc bùng trước ngày pháp hội từ khi thành lập tới giờ. Nghĩa là thời tiết Linh Mục Kim Thanh ổng coi, ổng nói chết rồi, mùng một mưa, mùng hai mưa, 29 mưa, 30 mưa, tôi nói không có mưa gì hết. Quý vị cứ tu đi thì quá thật. Tới sáng ngày mùng 2, tới sáng ngày mùng 1, trời bắt đầu quan tặng cho chúng ta sàng lọc xá lợi. Và mùng 2 mời quan khách lại để mà cắt băng khánh thành cái tháp thờ xá lợi. Tới 10 giờ sáng, tới 7 giờ sáng vẫn còn mưa râm râm, nhưng mà tới 10 giờ sáng là hết. Mà quý vị thấy, sau khi chúng ta làm lễ xong thì bắt đầu mưa lại. Đó là sự bảo vệ của Thiên Long Bát Bộ. Nơi nào có trì thần chú Lăng Nghiêm, nơi đó không bao giờ mà chúng ta bị các tai nạn. Thì sau khi xảy ra cái chuyện đó rồi, thì Đức Phật mới kêu Ngài A Nan về và quở trách. Và cuối cùng Phật mới dùng cái khẩu dụ kế, và Phật dùng cái mưu kế để dụ bà Ma Đăng Già. Phật nói Phật sẵn sàng gả bà Ma Đăng Già lấy Ngài A Nan, nhưng mà phải môn đăng hộ đối. Ngài A Nan đã tu là tỳ kheo, đã chứng sơ quả tu đầu hoàng. Nếu bà Ma Đăng Già chịu cạo đầu làm thì không đi, và ngày nào bà chứng sơ quả tu đầu hoàng, Phật sẽ xả giới cho hai người ra đời. Và rốt cuộc là Ngài A Nan thì Ngài đâu có muốn, sau khi Ngài nghe thằng chú này Ngài tỉnh rồi. Bà Ma Đăng Già do tham sắc đẹp Ngài A Nan, và bà rút vào rừng để bà tu hành. Rốt cuộc 3 tháng sau bà chứng quả, mà khi chứng quả rồi còn muốn lấy chồng không quý vị? Không. Cho nên cái sự tích này, khi mà Ngài A Nan ngài hỏi, Ngài được cứu, Ngài đâu có biết cái thần chú này có quy luật gì, cho nên Ngài yêu cầu Đức Phật giảng về cái quy luật của thần chú này. Tại vì cái người bị bỏ bùa, bị bỏ chú đâu có biết, cho nên Ngài không có biết là cái thần chú này nó quy luật. Và do Phật mới dạy Ngài A Nan, sau khi Ngài đã cứu ông thoát khỏi cái nạn bà Ma Đăng Già rồi, thì Phật mới giảng lại cho Ngài A Nan, để sau này Ngài A Nan mới nói lại cho chúng ta, và kinh điển được truyền cho chúng ta. Cái bộ kinh này không phải tự nhiên mà có. Lúc đó, cái thời gian đó, bên Ấn Độ người ta cấm bộ kinh này được truyền ra nước ngoài, là chính một vị tổ của người Ấn Độ, người ta phải mổ cái chân người ra. Người ta viết kinh trên những cái giấy thiệt là nhỏ, rồi người ta nhét vào trong chân, cho nó mai lại, đau không quý vị? Đau. Để đi qua cái biên giới. Mà khi đến nước Tàu rồi thì gặp cái thừa tướng Phùng Dung, ông ta mới muốn dịch, mà viết kinh mà đã bỏ vô máu, nó còn đọc được không quý vị? Không. Rốt cuộc rồi người ta nói phải lấy máu rửa ra thì nó mới đọc được. Nó lấy máu bỏ vô cái nồi nấu nước sôi thì máu mới rửa máu ra được. Và rốt cuộc cái bộ kinh này rất là quý. Và tới giờ này đạo tràng nào còn tụng chú Lăng Nghiêm, đạo tràng đó mới chết tắt. Mời Đức Phật nghe Ngài A Nan cầu thỉnh, nói dùng cái quy luật của thần chú này. Con đã được Đức Phật cứu bằng cái thần chú này, nhưng mà con là cái người mê, con không biết cái quy luật đó, con chỉ biết là con sắp sửa phá giới dâm với bà Ma Đăng Già. Nếu không nhờ Đức Phật tụng chú này, sai Ngài Văn Thù Sư Lợi lại cứu con, thì con đã không còn giữ giới thanh tịnh. Và Đức Phật nói Ngài A Nan nghe đây, thần lực của thần chú Lăng Nghiêm như thế này. Này A Nan, ông là hàng hữu học, chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành tu chứng quả A-la-hán. Hữu học tức là còn phải học, còn phải học kinh, học lượng. Tức là Ngài A Nan còn phải học theo Đức Phật để tu hành, Ngài chưa chứng quả. Chúng ta là hàng hữu học hay vô học cái gì? Hữu học, chúng ta còn phải học, chúng ta giống Ngài A Nan. Nếu ông không trì chú Thanh Lăng Nghiêm này, khi ngồi đạo tràng,
khiến cho thân tâm xa rời các ma sự thì không thể được. Cũng như khi sư phụ ngồi ở đây, sư phụ mở cái lạc, sư phụ là chủ cái đạo tràng này. Nếu sư phụ không trì chú lâm nghiêm và sư phụ không biểu đệ tử chủ trì lâm nghiêm thì khi ma sự xảy ra, sư phụ không thể nào ngồi được. Trường hợp thứ nhất, pháp hội xảy ra vào 1 tháng 12, lúc đó cô Hồng Đức tháng 10 qua bên này để làm trụ trì trong thời gian thầy vắng mặt, và cổ về cổ bị một số ma nó theo cổ và nó làm cho cổ không ngủ được, và cổ không thể ngủ nằm, và cổ bị mất sức khỏe, hầu như sống coi như là cũng ngã. Thì lúc đó một người từ bên Úc cũng biết bất biệt như con, ông Minh Quang á, không biết Minh Quang ông đang ở bên Cali đó, ông bất quyền cho cô Hồng Đức. Và ông nói người này không bị cảm, không bị cứng, người này bị một cái loại quỷ thần nó theo, phải nhờ sư phụ. Và lúc đó sư phụ nghĩ rằng cô Hồng Đức là một tỳ kheo ni, làm sao bị ma được. Nhưng mà sư phụ giật mình, ngài A Nan còn bị ma quỷ theo phóng diệt của Hồng Đức. Cô Hồng Đức chưa chứng quả, cho nên thầy mới kêu cô Hồng Đức vào và thầy trì cho một cái sợi dây đỏ chú Lâm Nghiêm và cô Hồng Đức hết. Nếu thật sự sư phụ không dùng chú Lâm Nghiêm này để bảo vệ cho sư phụ và bảo vệ cho đệ tử sư phụ, thì sư phụ có ngồi làm việc được không quý vị? Cô Hồng Đức gục ngã thì nó không hỏi bên kia xong. Rồi kế đó quý vị thấy rõ là cháu của cô Như Bình, cô Như Bình giảng sanh tịnh độ, mẹ của cô Như Bình, xin lỗi, chị cô Như Bình, em cô Như Bình đi ghé thăm Lâm Tam, về bị một loại quỷ thần nó gá vào và nó làm cho cổ không ăn không uống. Thì cái người con đó họ đổ thừa, họ nói là tại vì mẹ của con đang khỏe mạnh, đi xuống làm để giữ đám tang của dì của con là tỳ kheo ni Thích Nhữ Như Bình. Tỳ kheo ni Thích Nhữ Như Bình giảng sanh rồi, nhưng mà tại sao mẹ con xuống thăm đám tang thì mẹ con về ăn không ăn, ngủ không ngủ, nhìn vô bụng thì thấy ruột gan những cái con đang cắn, nhìn lên bàn tay thì thấy lúc trước những con vi trùng, cho nên cái nào mẹ con cũng không ăn, là con phải kêu bác sĩ chuyển nước biển cho mẹ con. Bây giờ thấy người âm, thấy được ông ngoại con, bà ngoại về rủ đi. Thì như vậy khi họ qua đây họ mai họ cầu cứu thầy, nếu thầy không dùng chú Lâm Nghiêm trì vào sợi dây để cho bà hết bệnh thì chúng ta sẽ mất uy tín với những người đó. Người ta đến thăm một bà thì không đi giảng sanh là gì ruột, để rồi người ta bị ma quỷ nó làm cho người ta bị bệnh thần kinh mà không dùng chú này, có phải là thầy có thể ngồi đây để làm thật sự được không quý vị? Thấy rõ chưa? Cho nên cái lời nói Phật dạy quý vị phải để ý từng lời, phải không? À, chưa chứng quả là thầy nương vào đâu? Phật dạy ngài A Nan, ông chưa chứng quả, ông còn là bậc hữu học. Thầy Thông Lai cũng chưa chứng quả, còn bậc hữu học. Phật thì ở xa, ma ở gần không? Ma ở gần. Ở xung quanh chúng ta có luôn luôn có một cái hàng ma quỷ đầy đủ. Ngay trong cái tháp đền thờ Tổ Quốc Kia Ơn, một chiến sĩ nhập vô, ông nói đây là một thế giới mà quý vị không nhìn thấy được. Xung quanh chúng ta có hộ pháp không? Trong làng này có ma quỷ không? Có đầy hết. Nhưng mà nhờ có công các vị hộ pháp, phải không? Hồi hướng công đức đến nhân thiên, có công gìn giữ tôn kiên Phật đường. Không có cái hàng đó là cái chùa này nó loạn lên hết. Đúng không quý vị? Nội của Hồng Đức bị bệnh mà thầy không dùng Lăng Nghiêm trị được là thấy loạn cầu cào rồi. Rồi nội bây giờ cháu của sư cô Như Bình đi giữ đám tang của mẹ nó, rồi ba nó làm cái cho bà kia muốn bệnh sắp chết, thì coi như thầy không trị được. Thì vài bữa nữa bà chết theo sư cô Như Bình, có phải thầy mang tiếng là làm người giảng sanh mà tại sao để cho người ta chết theo? Có phải từ đó họ phỉ báng thầy không? Cho nên nhờ có thằng chú Lâm Nghiêm, mà cái ông đó qua đây ông cũng không giữ được một ngày pháp hội nữa. Ông qua thứ ba thứ tư ông về, đúng không quý vị? Ông biết chưa, biết có giữ thiện cửa gì bỏng sợi dây gắt cho nó không? Muốn trả hiếu cho mẹ phải có lòng thành qua tới đây. Và tối đó thầy phải ngồi thầy trì 21 biến chú Lâm Nghiêm trên sợi dây và thầy đưa cho ông, thầy mới về đi. Thầy cũng không hỏi ông là hết hay không. Thì hai ngày sau ông gọi cho cô Diệu Thiện. Thấy rõ chưa? Có phải là không trì chú Lâm Nghiêm mà làm Phật sự, chúng ta sẽ không thể nào ngồi dưỡng tới giờ này. Cho nên con những người sau này nè, tụi con phải trì Lâm Nghiêm. Con từ công cộng từ sao đủ kiểu biết đó. Chị kiểu biết lâu không? Chỉ cái tụng cứ ngày đâu, 5 biến ghi vô, 3 biến ghi vô. Cứ ngày tụng biến thì năm được 365 ngày. Thấy không? 10 năm được bao nhiêu?
trị sao đúng chịu biết thì con lấy dây đỏ con trị nó lên. Thì không, chứ không phải là muốn tụng. Còn tụi con tụng cho cá nhân tụi con thì tụi con bảo vệ được tụi con. Nhưng muốn bảo vệ người khác thì mình giống như muốn giàu thì phải có tiền. Mà muốn có thần lực Chúa lên kia thì phải tụng rất nhiều. Con hiểu không? Tại vì con sẽ làm nghiệp của người khác. Như thầy mà cái bà đó mà thầy cho sợi dây đeo á, là thầy làm nghiệp của bà đó. Thay vì bà đó sắp chết thọ mạng như là cái ông Thiệp Hưng ở Las Vegas, ông cũng đi đó, ba mẹ ông về cái ngơ ngơ ngó ngáo. Ông là cái người năng nổ, đi đổ rác, đi phong quả, mà qua tới đây ngơ ngơ ngó ngáo. Mà ông như vậy đó, thời gian là ông sẽ bệnh và ông chết. Mà bây giờ sư phụ cho ông sợi dây làm sao? Sư phụ gánh cái nghiệp của ông đó. Hiểu chưa? Gánh cái nghiệp cho ông đó, tức là thầy giống như thầy cô sai vậy đó. Phải không? Thầy đang rơi đến 800 điểm mà cô sai chồng thì xuống còn nhiêu? Còn 500. Thì tối thầy tụng lên, tụng đi cho bù lại sao cho đủ 800. Vừa tụng 8 xong thì được cắt cái cô sai cái nữa thì dùng xuống nữa. Cho nên nó xin ào ạt, thầy không có dám cho. Thầy cho như vậy thầy sẽ bé rưỡi đi. Mà bé rưỡi đi thì sao? Đi máy bay chưng sinh. Làm phô qua một cái là bởi hồi đó thầy làm phô qua một cái, vừa xong rồi phô qua là thầy cũng té xỉu liền. Nhưng mà thời gian sau này nhờ thầy làm Phật sự nhiều, cho nên làm phô qua rồi không có té xỉu nữa. Nhưng mà không té xỉu chứ người phô qua thì bây giờ đệ tử nó nghe sự dây ra đứa nào nó cũng bình tưởng á. Đứa nào cũng lên gặp thầy là xin. Cho nên tôi làm việc người nào tôi đáng làm cả. Chúng ta tôi làm vừa bãi được. Đó, như hiểu là bây giờ nè, Đức Phật dạy ngài A Nan, ông là cái bậc còn học, chưa hết luân hồi sinh tử, phát tâm tu chứng quả A La Hán, nếu không trì chú tâm này khi ngồi đậu tràng, khiến cho ông bị xa rời ba sử là không thể được. Đó, bây giờ thấy rõ sau này những người ngồi ghế đây phải trì đủ 1 triệu biết là kim rồi ngồi. Họ vô họ cầu, bây giờ có sư phụ cái gì họ cầu sư phụ. Sư phụ tụng chú vô sợi dây. Còn con bây giờ bước mình lên dạ, bước mình chú Bình ơi, bây giờ con bị con ma nó nhập, con trì cho con, là con phải đáp. Bởi vì bây giờ nghe mấy ông mỗi ngày phải trì 10 biết 5 biết gì cộng cho nó được 100 ngàn rồi từ từ mới lên 1 triệu. Còn 30 năm biết xong được 1 triệu thì phải tụng. A Nan, nếu các thế giới có những chúng sanh trì chỗ, những cõi nước mình sanh ra có các thứ như cỏ cây, hoa lá, giấy tranh, bạch điệp, dùng để chép chúng này được trong đại thôn. Tại sao được trong đại thôn? Vì các vị mà chư thiên họ lại thì họ thích cái mùi thơm. Hiểu chưa? Nếu người ấy tối tâm chưa thể nhớ tụng được thì hoặc đeo cái chú này trên thân hoặc giết trong nhà ở. Phải biết người ấy trọn đời tất cả các thứ động không thể hại được. Nhưng mà khổ một cái đó, là chúng ta giết bằng cái chữ mà chữ Việt Nam đó, thì nó không có tác dụng. Tại sao? Vì chư thiên họ ở trên cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời đó kêu là ngôn ngữ của cõi trời Phạm Thiên, nó cao lắm, cao hơn cả cõi trời đời. Cũng như bây giờ mình giết cái bảng, mình giết một cái bảng, chỗ này là Rai Bát Rốt Bơ Ti cấm vào. Nhưng mà mình là người Việt Nam mà nó giết mình chữ Campuchia, mình biết nó nói cái gì không? Không biết. Hoặc là nó đón mình tại phim trường, nó đón thầy Thích Thông Lai mà nó giết bằng chữ Campuchia, thầy có biết không? Không biết. Cho nên những cái câu chú này mà muốn đeo vô người, tụi con phải giết nguyên thủy bằng chữ phạt. Thành ra những cái cuốn kinh mà người ta nói đeo cái cuốn này trong người đó sẽ linh lắm, nhưng mà sai. Tại vì các vị chư thiên từ mỗi phạm thiên họ xuống, họ không biết cái gì trong người mình. Con hiểu thầy nói cái gì không? Cho nên tụi con phải giết đúng ngôn ngữ của cõi trời đó. Từ đó tụi con bảo tại sao tụi con cũng đeo cuốn kinh này mà không linh. Tại cuốn kinh này đã chuyển ngữ qua tiếng Việt, phải không? Chỉ có người chúng ta, người Việt chúng ta mới biết, nhưng mà cõi trời không biết. Cho nên phải giết cái chữ đó bằng tiếng phạn thì mới có năng lực. Đó là cái điểm đầu tiên. Đừng nghe là tôi về tôi cũng đeo quá chừng sao mà con tôi là không có bớt. Là tại vì chúng ta giết cái ngôn ngữ của người Việt. Từ cái tiếng phạn chuyển qua bên tiếng Tàu, từ tiếng Tàu mới chuyển qua chữ Hán, từ chữ Hán mới chuyển ra tiếng Việt. Như vậy là cái năng lực nó yếu. Rồi khi chúng ta trì chú cũng vậy. Chúng ta trì chú đó, mà chúng ta trì nguyên thủy tiếng phạn đó, thì cái năng lực nó được 100%. Mà chúng ta trì chú bằng tiếng phạn nhưng mà cái âm tiếng Việt đó, thì nó còn lại 50%. Thí dụ một người nói
tả nói cái gì ta hiểu không? Rồi cho một người nói tiếng vòi, thấy không? Nói tiếng vòi mà kêu ra quanh quanh, Mỹ nó hiểu không? Thấy không? À, quý vị hiểu như vậy là coi như đụng phải ba lần, nói ba lần thì cái gì nó mới hiểu mình nói cái gì. Cho nên phải tụng nhiều lần người ta mới biết, hiểu chưa quý vị? Ví dụ bây giờ người Tàu mà họ đi trên xe, phải không? Mà họ muốn bắt đi tiểu cho ngủ lái, thì người tài xế hỏi cái gì? Cho ngủ lái một chút, phải không? Mày không có bằng lái sao mày lái? Cho ngủ lái. Thì nói ba lần mới hiểu, à đi lái. Hiểu chưa? Cả như thiện nhẫn nói ba lần là ông xong rồi đó. Rồi, tụi con phải hiểu từng cái chi tiết. Cho nên chư thiên nó mà đọc chú mà tiếng Việt nó đọc ba lần họ mới à nó muốn cái này. Còn đọc nguyên thủy, người nào mà nói tiếng Mỹ chuẩn, nói cho ta hiểu liền. Cho nên nguyên thủy tiếng Phạn thần lực mạnh hơn. Đó. An An, nay tôi vì ông tiên lại chú này để cứu giúp cho thế gian được đại vô quý. Quý là cái gì? Lo sợ. Vô quý là không có lo sợ. Và thành tựu trí huệ xin thế gian cho chúng sanh. Nếu sau khi tôi diệt độ, tức Đức Phật nói sau khi ngài nhập niết bàn, chúng sanh đời mạt pháp, đời mình là đời gì quý vị? Đời mạt pháp. Có người hay tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, phải biết những chúng sanh trì tụng chú như vậy, lửa không thể đốt cháy, nước không thể nhận chìm, các thứ độc lớn độc nhỏ đều không thể hại được. Như thế cho đến các hạng thiên long quỷ thần, tinh kỳ ma quỷ, có những thú dữ đều không thể nhập. Nếu tâm người ấy được chánh thọ thì tất cả thần chú quyền rủa, yến cổ thúc độc, kim độc, ngân độc và độc khí muôn vật như cỏ cây sâu rắn khi vào miệng người đó đều thành diện cam lộ. Tất cả sao dữ và các quỷ thần giữ hại người đối với người ấy cũng không thể khởi tâm ác. Còn các loại quỷ dương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lệnh ơn sau thường giữ gìn ủng hộ. A Nan nên biết chú này có 84.000 đa do tha hằng hà sa chủng tộc Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát. 84.000 cái gì? Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát, chứ không phải là chư thiên theo hộ. Mỗi vị đều có những chúng kim cang là quyến thuộc ngài đi theo hầu. Giả sử có chúng sanh với tâm tán loạn chưa được vào chánh định, tâm ghi nhớ niệm trì tụng chúng này, thì Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát nó thường theo bên thiện nam tử kia. Húng nữa là người có tâm bồ đề. Tâm bồ đề là cái gì? Là tôi vừa thọ giới, tôi vừa quán đảnh trong cái vị pháp bồ đề tâm đó. Một chúng sanh quả Phật chưa thành, có quyền không chứng vô sanh niết bàn. Huống gì là những người trì chú lăng nghiêm mà đã phát bồ đề tâm rộng lớn, sau này mình thành Phật của độ chúng sanh. Thì đối với những người này, Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát đó dùng định tâm xuất tiến phát huy thành thức họ, khiến cho họ từ từ họ khai mở trí huệ, và tương lai họ sẽ thấy nhớ được những cái kiếp trước của họ. Bây giờ tiếp tục đi, thời gian sau quý vị sẽ khai mở trí huệ. Họ sẽ từ từ trị đi, từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng trong mỗi đời người ấy không. Từ bất kỳ từ khi quý vị mà biết tụng chú Lăng Nghiêm rồi nha, kể từ cái đời này, cho thí dụ quý vị biết đầu tụng Lăng Nghiêm là kiếp thứ nhất, cho tới thân sau cùng, trong mỗi đời quý vị chưa có thoát ly luân hồi sanh tử, thì quý vị không sanh vào loài dược so. Dược so là loài quỷ thần rất ác độc đó. La sát, la sát là quỷ cái đó, thật ra bày nữ như quỷ la sát đó, là quỷ cái đó. Và phú đơn na là cái loại quỷ này, nó thường hay nhập vào người ta, nó kêu là quỷ đoạt sát. Cu bạc trà là cái loại phi quỷ mà nó thường bắt công đức mà sinh cái bụng lên như cặp tích á. Quý vị biết công đức nó kêu là bắt cặp tích không? Nó sinh bụng thời gian và sau này cái đầu nhỏ xíu và cái bụng bự lên và nó chết đó. Và bị các loại ngạ quỷ, tức là loại quỷ đói, loại quỷ có hình là nó hiện ra, loại quỷ không hình, cả thải những chỗ giữ như thế thì nam tử hoặc tụng hoặc đọc hoặc giết hoặc chết hoặc đeo hoặc trì tụng thành chúng lân nghiêm này thì kiếp kiếp không sanh vào những quốc gia bậc cùng hạ tiện. Thí dụ như chúng ta không sanh vào những nước ở phi châu, chúng ta không sanh vào những nước như ở vùng mà Alaska là sống những cái nghề mà giết hại những con cá, hoặc là chúng ta không sanh vào những cái quốc gia mà chúng ta phải mang những cái tôn giáo là giết người mà được lên cõi trời đó, những cái kêu là tà kiến đó. Chỗ mà chỗ nào người sanh ra đều gặp đất nước giàu sang, quốc vương đạo đức và mưa thuận gió hòa, các chúng sanh này dẫu
thiệp, mười phương chư Phật có các công đức thể điều hộ trì cho họ, do đó họ ở trong hằng hà sa số, không thể nói hết. Họ thường sanh ra gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, cho nên người trì chú này là chúng con trì như vậy, là chúng con không thể sanh vào tất cả các loài mà như là loài rắn, loài rít, những cái loài mà nhiều chân, nhiều cái loài như là những cái con mà kêu như là những cái con mà đại khái như con kỳ đà, kỳ nhông, những loài rắn rít người ta thấy người ta gớm. Vậy nên có thể khiến người phá giới. Nhớ kỹ nha, tụi con đa số tại sao thầy bắt tụi thủ lăng nghiêm, chắc chắn là tụi con không giữ giới trọn vẹn, ít nhiều đều có phạm giới. Tụi con từ khi sáng tụi con đi từ trong cái nhà ở đi lên cái chánh điện, tụi con tới cái mùa kiến nó ra, tụi con có đạp vài con không? Có. Rồi nhất là tụi con đi làm rẫy, tụi con có giết sâu không? Có. Cho nên khiến cho người phá giới, giới căn được thanh tịnh. Người chưa được giới, tức là cái người mà thọ giới mà gặp tà sư không đắc giới, mà trì chú này khiến cho đắc giới. Người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn. Người không trí huệ khiến được trí huệ. Người không thanh tịnh mà trì chú này khiến mau thanh tịnh. Người không ăn chay mà trì chú này một thời gian sau mình cũng trở thành ăn chay được. Có những người không ăn chay được, cứ trì chú này đi, thời gian tự nhiên mình không thích đồ mặn nữa. Anan, người thiện nam tử ấy, người thiện nữ nhân, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, khi trì chú lâm nghiêm này, giả sử có phạm cấm giới, giới lúc chưa thọ giới, thì khi trì chú về sau, các tội phá giới không lượng nhẹ, đều thời tiêu diệt. Dù đã thọ giới, không sát sanh, không uống rượu, không trộm cướp, không tà dâm, không ăn các thứ ngũ dị tân, các thứ không sạch, các chú khác, thì phải đòi hỏi quý vị cử ngũ dị tân. Quý vị phải mặc quần áo sạch sẽ, quý vị phải vào đàn thắp hương thì chư thiên mới đến hộ. Nhưng mà riêng chú này, quý vị từ lâm nghiêm, không cần thắp nhang, không cần mặc đồ sạch sẽ, không cần giữ giới, mà chỉ cần trì cái bài chú lâm nghiêm này thì chư kim cang tạng bồ tát không có bắt lỗi, quỷ thần cũng không bắt lỗi. Dù mặc y phục rách nát không sạch thì một cái đi, một cái đứng, một cái nhảy đồng thời như thanh tịnh. Dầu không lập đàn, không thắp hương, không dâng hương hoa, cũng không hành đạo, và các vị thiện thần cũng không bắt lỗi vì trù chú này, thì giống như người vào đạo tràng, người dâng hương dâng hoa, người tắm đồ y phục, các chú này đi thì bắt tụi con phải tắm rửa sạch sẽ, chú chữ đề cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi trước mặt Phật. Còn chú lăng nghiêm này không cần trước mặt Phật, không cần mặc y sạch sẽ, ăn đồ mặn, ăn đồ chay cũng đều có công lực hết. Cái đặc biệt của chú này là như vậy. Dù tạo những tội ngũ nghịch vô giác, mặc dù cái người giết cha, giết mẹ, phá vợ hợp tăng, mà tụ chú này thì cũng được hết. Rồi tỳ kheo mà phá bốn giới, sát đạo dâm dục, tỳ kheo ni phá bốn giới sát đạo dâm dục mà còn khuyến khích người khác phá giới là tới tám giới. Của tỳ kheo ni tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ không còn một mảy may. Cho nên mỗi buổi sáng chư tổ mới bắt chúng ta là bước xuống giường là trước khi làm cái gì phải tụng lăng nghiêm. Đó là cái điều kiện thầy bắt tụi con phải tụng lăng nghiêm. Mà khi thầy vô thầy hộ niệm, cái ca đầu tiên là cũng tụng lăng nghiêm, để rồi nó tất cả mỗi cái tiếng mỗi step mới được thành công. Anan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô kiếp đến nay có tất cả các tội chướng hoặc nặng hoặc nhẹ từ đời trước đến giờ chưa kịp sám hối, nếu hai đồng tụng biến chết chú này trên thân hoặc để chú này ở trong giường nhà thì những nghiệp chướng chúa nhóm từ trước cũng như nước nóng mà tưới vào trong băng tuyết, tội chướng tiêu tan, không bao lâu người này sẽ đầy đủ phước duyên để mà ngộ được vô sanh pháp nhẫn, tức là tiến tánh. Rồi lại nữa Anan, như có người nữ chưa sinh con trai con gái muốn cầu mang thai, nếu hai chí tâm nhớ niệm hoặc đeo chú lâm nghiêm này trên thân thì liền được sanh con trai con gái có phước đức trí huệ, hoặc cầu sống lâu hoặc được sống lâu, cầu quả báo bao nhiêu mạng. Cái này tôi nói rõ liễu tình thủ quỹ của tổ lên của bên làng Di Đà Indio, một bữa kia nó bị stop, nó nhập vào bệnh viện. Lúc đó thầy với cô Hồng Đức và thầy Đại Quán đi từ làng Di Đà xuống dưới cái bệnh viện, thấy không, và thầy tụng ba biến thủ lăng nghiêm và nó bực dậy nó tỉnh và ngày sau nó xuất viện.
và nó không bị stop gì hết. Đó là sao? Cầu sống lâu, được sống lâu. Cầu quả báo bao nhiêu mạng thì được bao nhiêu mạng, cho đến thân mạng sắc lực cũng như thế. Sau khi mạng chung thì nguyện giảng sanh. Tụi con và tụng chú này tới giờ chót mà sư phụ đứng bên đầu, sư phụ nhắc nhở, sư phụ tụng lại cái thành chú lâm nghiêm, nó kích động lại cái tạng thức quý vị. Quý vị cái tụng hoài hàng ngày cái phút lâm chung là tùy nguyện giảng sanh trong 10 phương quốc độ, mà chắc chắn cái quốc độ chúng ta về là ở đâu? Tây phương cực lạc. Chắc chắn không sanh vào nơi biên địa hạ tiện. Biên địa là những cái xứ biên cương, hạ tiện là những cái xứ như ở Phi Châu. Coi như người ta nhìn những cái nước đó, người ta không có cái tâm kính trọng. Bốn nữa là các tạm hình, tức là mình không sanh vào rắn rết bò cạp, hoặc là các loài sứa, hoặc là các cái loài mà nhìn nhện, hoặc các loài mà cuốn chiếu, hoặc các cái loài mà người ta nhìn thấy người ta gớm, người ta sợ. Rồi khai thị thành chú có thể tiêu quốc nạn. Nghe đây nè, Anan, nếu các quốc độ như các châu huyện làng xóm có những tai nạn như đối khác, dịch tệ, chúng ta bị dịch chưa? Bị dịch. Hoặc ở những nơi có nạn giặc cướp, đao binh đấu tranh cùng tất cả những chỗ có ác nạn trên, giết thành chú này để nơi bốn cửa thành. Nếu là ông vua đó, chẳng hạn như bây giờ đó, ông vua mà cái nước có nạn thì ông phải mời một vị cao tăng lại và truyền cho ông tam giới, và ông xả, ông thả tù nhân, ông phóng sanh và ông làm các việc lành. Bây giờ tầm tầm bình đó mà không hồn thì qua bên đây thầy truyền cho tám giới, không ăn chay, không có không ăn mặn này, không giết này, không trộm này, thấy không? Không có tham lam này, hủy bỏ hiền nghĩa thành đô này, không có bắt người mổ nội tạng này, rồi không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm. Rồi bắt đầu á, ông ra lệnh nó tự ở tử trong thành, treo hết tất cả những vị chú lâm nghiêm và bắt toàn dân thì dùng chú lâm nghiêm này mà tụng được 108 tiếng thì bảo đảm dịch cúm corona hết. Bác chưa nói nè, cái vị quốc vương đó phải ăn năn sám hối vì mình làm nhiều tội ác, bắt đầu giữ những người thanh tịnh thọ tám giới, bảo đảm tập căn bình mà thọ tám giới, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cướp, có nghĩa là không đem quân đi đánh nước này nước kia, không có tà dâm, tức là rồi không có giọng nữ, không có uống rượu, không có nằm giường cao chiếu rộng, ra ngoài đường ngủ với mấy thằng homeless, không? Không ăn phi thời, không trang điểm, rồi không giữ tiền bạc. Mà tập cận bình nó có ngu gì mà nó giữ tám giới đó, nó còn cái gì nữa? Nó trở thành ăn mày rồi. Rồi bốn cửa thành để các chú này bắt cái dân chúng trong đó cùng tụng chú này kính thờ lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, lại khiến trong nhân dân trong nước mọi người nên trì chú này và đem tên thân trên mình, thì tất cả các bệnh dịch đều được tiêu trừ. A nan, chúng sanh trong nước thì chỗ nào có thành chú này thì thiên long quan hỷ, mưa gió thượng hòa, thời tiết ngũ cốc thuốc mùa, dân chúng đều an vui, lại cũng hay tránh giữ tất cả các thứ ác tinh. Cái chỗ ác tinh này nè, phải để ý nè, Đức Phật nói về ác tinh. Ác tinh là sao gì? Sao xấu. Tai chướng không khởi lên, người không hoạch tử. Mấy cái người mà chết và té ở bên Vũ Hán là chết hoạch tử hay là chết bình thường? Chết hoạch tử. Gông cùng xiềng xích không dính vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường được không có mộng dữ. Câu này quan trọng này, A nan, cõi ta bà này có 84.000 hung tinh mà 28 đại ác tinh làm thượng thủ. Quý vị, hồi xưa chúng ta kêu là nhị thập bát tú. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm trang 495, A nan, cõi ta bà, tức là cái quả địa cầu này của chúng ta, như từ là cõi ta bà có 84.000 các ác tinh nó chiếu, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ. Khi hiện ra trong đời với nhiều hình trạng có thể sinh ra các thứ tai nạn khác lạ, chúng sanh nếu chỗ nào có thành chú này thì tất cả các sau đó lấy 12 do tuần. Giờ lấy trung tâm điểm, chỗ nào có thì chú này, trung tâm điểm có là Di Đà, 12 do tuần. Mỗi một do tuần là 20 cây số. Chúng ta cộng 12 do tuần là bao nhiêu, nó đi xuống tới đâu? 10 do tuần là 200 cây số, phải không? Mà chúng ta lấy một đường kính là 240 cây số, là xung quanh cái làng này nó sẽ không có xảy ra những trận bão. Tôi để ý, hồi tôi bắt đầu tôi mua cái đất này là bão Katrina nè. Hồi đó tới mùa mà tháng 8, tháng 9 là bão nó ghét lai từ ở dưới Caribe nó lên,
sau đó, đó là 12 do từ. Nếu mà có triệu chứng này à, thì trong vòng 12 chưa lo do từ, các tai nạn không giữ không thể lọt vào trong cái trung tâm cái lạc này được. Rồi bây giờ tôi hỏi Đức Phật nói 84.000 ác tinh, thật ra mang đi thôi quý vị, trời nào mà không có mây, tụi con nhìn lên tụi con đếm đủ không? Nó còn hơn 84.000. Cái danh từ 84.000 này không phải là con số cố định, mà người Việt Nam chúng ta có một danh từ, trời ơi, tôi đi ra chợ tôi thấy nó bán cá nhiều hết biết. Trời đất ơi, ngày hôm qua tôi đi ra sông tôi thấy người ta đánh cá nhiều hết biết, rồi có người nó đợi nhiều hết sảy. Hả? Thì như vậy cái danh từ dịch nó hết sảy là sao? Nhiều lắm. Thành ra cái chữ 84.000 này là cái danh từ của dân Ấn Độ. Cái gì nhiều quá là nó cho số 84.000. Chứ thật ra ở trên tinh tú này chúng ta nhìn lên bầu trời có trên bao nhiêu cái vũ trụ, có nhiều ngôi sao cái gì? Không thể nói được là 84.000. Mà tại sao trong đó có 28 cái vị ác tinh? Hồi xưa chúng ta có nói về vị thập bát tú không? Là 28 vì sao? Trong đó có 8 cái hung tinh là thượng thủ. Thì 8 cái hung tinh này tất tất gọn này gồm có sao gì? Sao La Hầu là đứng đầu. Thì La Hầu là cái gì? Ai chịu ảnh hưởng của sao này nên biết là một năm quan khí, khẩu thiện, đa sầu, đa khổ. Phụ nữ cũng lắm sầu đau, tiền bạc hâu tán. Rồi như vậy tại sao nên cúng sao La Hầu dài ngày 18? Thật ra cái này phải lấy một cái địa tạng ra mà nói. Sao La Hầu là một hành tinh giống như quả và đất của chúng ta, mà cái hành tinh này là nó nằm về cái hướng bắc. Hướng bắc của quả địa cầu. Hướng bắc là hướng nọt đó. Và cái hành tinh này nó nằm về hướng bắc. Và cái hành tinh này là nơi cư trú của các loại mà quỷ thần, mà ác thần. À, trong kinh Địa Tạng, khi mà cái loại quỷ dương nó lên nó nghe kinh Đức Phật giảng trên cung trời Đau Lợi, thì có phải một vị chủ bằng quỷ dương nói là bổ nghiệp duyên của chúng con là quỷ dương vô số ở cái cõi Nam Dương Phụ Đề này, nhưng mà đa số là quý thuộc con vì ác nghiệp, cho nên đi làm ác nhiều hơn làm nhiều lành, cho nên con truyền cho cái hàng tiểu quỷ. Khi mà nó từ cái thành tinh của phương Bắc, tức là tinh tên là La Hầu, mà nó đi xuống cái trái đất này nó chơi á, nó đi bằng thần thông, mà nó đi ngang giường, ngang nhà, nó thấy thờ một tượng Phật, một chút hương, chút hoa thờ tượng Bồ Tát, thì con ra lệnh nó đừng đụng vào cái nhà đó. Phải không? Có nghe đó không? Thành ra đó, cái năm nay nè, mà mình gặp ngay cái sao La Hầu như là cái ông Thiện Nhãn Cảnh Chiếu đó, tức là khi mà ông nhìn xuống đó, ông chỉ nhìn thấy những cái tên mà tuổi này thôi, cái tuổi là sao La Hầu thôi. Hiểu chưa quý vị? Ha, thì những cái tên mà tuổi La Hầu là cái gì? Thí dụ bây giờ Thiện Cảnh, con năm nay con bao nhiêu tuổi vậy? Tuổi con là tuổi gì? Tuổi cái gì vậy? Con sinh 1963. 57 cho 63 được. À, 1957 đinh dậu. Thì con 64 tuổi. 64 cộng lại là số gì? Bù không? Thì năm nay tất cả những thằng đàn ông nào mà cộng lại là bù là bị cái sao đó nó chiếu. Thành ra cái ông đó là gì? Chủ quả quỷ dương. À, à, cái ông đó là chủ, ông ở trên đó chủ tầng quỷ dương, thấy không? Chủ quả quỷ dương, chủ tầng quỷ dương là ông cái dầu quả cho thằng này không à, thấy không? Đó là cái hành tinh đó nó nằm ở cái hướng bắc, cho nên tối phải cúng sao. Sao ngày mùng 8 là cái ngày mà nó đi tuần, tất cả các ngày khác thì thiện thần đi chia ra đi. Ông tứ thiên dương thì đi ngày nào, ông trời Đau Lợi đi ngày nào, nhưng ngày mùng 8 là cái tên quỷ thần ở trên xuống, nó đi xuống đây là nó kiếm ai? Nó kiếm những cái thằng mà cộng lại là tuổi số bù. Thì quý vị coi năm nay những người nào mà cộng lại cái tuổi ta mình ra số bù đâu? Những người đó đều bị sao La Hầu hết á, đúng không? Con cộng lại là bao nhiêu? 55 là nhiêu? Bù tên này cũng dính luôn, ai làm gì làm thì có hai tên rồi. Ông xã con 73, phải không? Cũng là bao nhiêu? 73 là gì? Bù, hay là ba tên. Nhưng 55 cũng là bù, mà người nữ không dính, người nam. Tên này Úc Châu, Kangaroo. Mày tưởng mày chạy thoát cứu quả hả? Giờ bao đây mày sẽ bị chích trúng. Mày về trên đường mày ngồi chung với China, thấy không? Cho nên quý vị thấy khi mà giảng kinh nó phải có mê tốt đàng hoàng. Thì khi cái tên đó nó ở từ cái hành tinh phía bắc mà ngày mùng 8 nó xuống, cho nên các vị thánh tăng còn có thần nhãn,
họ mới chọn cái ngày mùng 8 sao? À, trong này cho nên khởi những cái tên nam tử mà cộng tuổi lại là số bù, phải không? Tụi con phải sắp cái chùm sao La Hầu này gồm có tất cả là 9 ngọn đèn, sắp theo cái đặt một cái bàn ra về hướng bắc, rồi trên đó dân ngũ quả một tay bằng bằng nước trà, thì cái tên Quỷ Dương này nó vừa xuống tới nơi thì tự động nó nghe lệnh cái thằng chúa Quỷ Dương trên cung trời Đao Lợi: mày đi xuống đây mày làm việc nha, mà mày thấy thằng nào nó chút hương chút hoa chút đèn nó lại Phật, thì lúc nó thấy tự nhiên có ba tên ở trong này, một tên đó là ông thiện gì đây, thiện thành cũng đang lì duy lại về cái hướng bắc, và kế đó thiện nhận cũng lì về hướng bắc, còn cái tên mà quản độ quản gì đó, quản độ thì nó lo nó ngủ rồi giấc này liền. Quán ngủ này vừa đi ra tới nơi cái chốc cục đá cái thấy cái lòng, thấy không, là nó xô. Thầy giải nghĩa gì giờ là hiểu rõ rồi đó, thấy không? Thật ra cái đó là một cái hành tinh, nó ở về hướng bắc nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái quả địa cầu này, nhưng mà nó trong một năm á, trong những ngày điệu tuần á, nó không có đi tuần được, mà nó chỉ được có ngày à, tại vì nó một ngày đó là luân quyền, bởi vậy những cái ngày đó là nó đi. Thành ra cái ngày đó mình biết những sao La Hầu mình canh cái ngày đó, bởi vậy á mới có chị tổ mới đặt ra thôi, các đứa nào mà đàn ông mà cộng lại số bù đó thì ngày đó tụi con sắm chín ngọn đèn, chúc hương chúc hoa, cúng dường tượng Phật cho cái thằng nó tung xuống, nó thấy ổn cũng được. Hồi đó đại ca mình trên cung trời Đao Lợi đã nói rằng đứa nào mà chúc hương chúc hoa mà cúng dường thì thôi tha cho nó. Thành ra đó đến ngày đó là những người đó mới làm cái món để hối lộ cái con quỷ đó đó, hiểu chưa? Mới quay về hướng bắc. Vậy hiểu chưa? Rõ chưa? Rồi, bây giờ những cái người Thái Bạch nè, à, những sao Thái Bạch, ai sao Thái Bạch? Con cộng đề là bao nhiêu? Năm ba, à, con thì năm bảy. Năm? Năm sáu, à, dạ. Năm con tuổi gì mới được? Quý Mẹo. À? Quý Mẹo, 63. À, chứ năm 63, Quý Mẹo là 58 tuổi, 58 là mấy nút? 13 nút, phải không? Trong đây có phải những người cộng lại 13 là ra Thái Bạch không? À, Thái Bạch là Thái Bạch nó nằm ở đâu? Cái gì sau Thái Bạch nó nằm ở đâu? Coi lại trong này, sau Thái Bạch nó sẽ nằm về đâu? Sau Thái Bạch nằm về hướng Tây, hướng Tây Phương á. Sau Thái Bạch này là cái tên mà nó thuộc là chủ hao quỷ dương. À, tên Thái Bạch này nó làm cho mình hao tài, mà nó xuống cái đất này á, nó chỉ được đi ngày 15 thôi, chứ còn mấy ngày nữa đó, ngày rằm tháng giêng á. À, thì cái tên này nó xuống, nó quơ hết những tên đàn ông, mà những tên đàn bà dính luôn, đàn ông đàn bà mà gặp thì nó chết luôn nha. À, quý vị cộng lại đàn bà năm nay ai Thái Bạch trên đây coi, không lẽ trong ngày hôm nay Thái Bạch thế này giờ là hên quá, nhiều viên nó lại không có ai Thái Bạch hết, khó không ai? Cô con của cô nó đâu ở đây rồi, tính tôi nói cái trong làng này. Thấy chưa? Hả? Sao mà Thái Dương thì Thái Bạch được? Thầy tuổi giả tôi thiệt hả? Ta một sao thôi chứ. Con sinh năm 41 nhưng mà tuổi chân thần. Không có, lấy tuổi thiệt. Cái chân thần đó là tuổi thiệt. Không có lấy cái tuổi mà nói láo với cô Dự Liên. Sinh 41. Không có lấy hai tuổi. Chú An đấy sư phụ. Hả? Chú An đấy. Mới sanh ra cái là 2 tuổi á. Sao chịu An được? Bà già ông để là năm nào chứ đâu có vụ mà con người có 2 tuổi. Nếu ông có 2 tuổi là ông có 2 số sâu sâu đó. Không tệ hả? Dạ thưa sư phụ, con sanh năm 41 nhưng mà tuổi canh thìn vẫn còn trong. Lấy tuổi canh thìn, ông bà già nói tuổi canh thìn là canh thìn thôi, chứ không có lấy là tuổi. À, ông nghe 87 mấy rồi? Ông 7 mấy tuổi? 80 thân tỵ 1941, Thái Âm. Thái Âm mà. Dạ. Thái Dương. Thái Âm, Hạ Dương Dương. Dạ, Thái Âm là ở đâu? À, sao Thái Âm á? Sao Thái Âm cũng tại sao quý vị thấy có một điểm lạ này? Sao Thái Bạch cũng về hướng gì? Hướng chánh Tây. Mà sao Thái Âm cũng là hướng chánh Tây? Vì để ý một cái điểm, Thái Âm là sao nào vậy quý vị? Mặt trăng. Dịch ra tiếng Tàu là Nguyệt Cung Thái Âm. À,
Nguyên Tùng Thế Âm. Ở trên đó là chúng sanh của cõi trời địa tiên, cõi trời mà họ sống ở trên cái một cái đất mà ngày xưa mình không thấy được họ. Cái loại trời trên đó họ sống bằng cái gì? Họ sống bằng nhị đại chứ không có tứ đại, tức là họ sống bằng địa đại và thức đại, tức là họ có thần thức nhưng mà họ không có đất nước. Ở trên mặt trăng có nước không quý vị? Không. Có không khí không? Không. Cho nên cái mặt trăng á mà giống chân của phi hành gia mà đạp lên năm 1969, không có nước, không có gió, giờ này nó còn nguyên không? Còn nguyên. Có di trùng không? Không có di trùng. Cho nên cái thế giới đó của một thế giới chư thiên ở, mà sau Thái Âm á, thật ra ở trên đó nó cũng có cái hàng Atula ở nè. Atula nó ở lẫn lộn dưới cõi trời, mà Atula thì họ nổi sân lắm. Cho nên ai gặp đến sau này thì trọn năm tài lợi công danh, tội ý vừa lòng, nhưng về phụ nữ thì có bệnh hoạn là nhớ đề phòng. Nhưng mà đàn ông gặp sau Thái Âm không tốt, đàn bà gặp Thái Âm thì tốt, nhưng mà đàn ông gặp Thái Âm không tốt. Tại sao đàn ông gặp Thái Âm không tốt? Tại vì sau đàn ông á mà gặp Thái Âm á là cái sau này là cũng vào ngày 26 âm lịch mà cũng về hướng Tây, mặt trăng nó nhận ánh sáng từ nó tự chiếu hay nhận từ mặt trời quý vị? Mặt trời. Nhận từ mặt trời. Cho nên mặt trời nhận lúc nào? Khi mặt trời buổi sáng chúng ta không thấy ánh sáng của mặt trăng, nhưng mà mặt trời lặn khi về hướng Tây rồi thì bắt đầu chúng ta thấy mặt trăng nhận ánh sáng của mặt trời, phải không quý vị? Cho nên cái hướng Tây là cái hướng của mặt trăng. Ở trên đó có một loại chư thiên ở và cũng có một loại Atula. Mà Atula thì họ đẹp hay xấu quý vị? Atula có phước mặt trời, nhưng mà mặt thì sao? Mặt xấu, phải không? Cho nên ông nào mà gặp cái sao Thái thì năm đó ông không có biết cái gì hết rồi. Nhưng mà chư thiên á, cái ngày đó chư thiên nữ họ đi xuống cõi trần mà họ kiếm mấy ông đẹp trai hay xấu trai đây nè. Hả? Họ kiếm đẹp trai cả về thiệt khổ rồi. À, kiếm như cái gì đó bác? Con thấy ông, nhưng mà mấy chư thiên không nhìn ông đâu, mấy bà thiên nữ không nhìn ông đâu. Cho nên Atula không có ghen tị. Cho nên người ta mới nói tại sao mà sau Thái Âm thì đàn bà thì tốt mà đàn ông thì xấu. À, mà ngược lại sau Thái Dương á, đàn bà là xấu mà đàn ông là tốt. Tại vì sau Thái Dương là nơi cư ngụ của cõi trời, coi như sắc giới của Phạm Thiên. Mà cõi trời Phạm Thiên này họ đã dứt ái dục rồi, cho nên họ đi xuống đây, tới ngày họ xuống đây họ bảo trợ cho Phật Pháp á, họ thấy đàn bà họ không có nhìn. Họ thấy đàn bà không có nhìn, tức là cõi trời đó là cõi trời của những vị mà tu hành thanh tịnh, kêu là cõi trời Phạm Âm, cõi trời Phạm Thiên. Thì khi mình hiểu rõ rồi nó như một cái bài toán vậy. Chủ quả quỷ dương, rồi sau kế đô cũng vậy. Sau kế đô là nơi cư ngụ của những con quỷ la sát. Con quỷ la sát, quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, có 12 vị quỷ la sát mà tuyên bố đó. Thì mấy bà này đó mà đứa con đít đó, mà nó thường đẻ ra nó bị cấm tích thời gian rồi nó chết đó, là loại quỷ la sát này bắt đó. Mình không có thấy rằng ba con mắt thịt được. Mà mấy bà ở cái cõi đó, mấy bà là quỷ la sát, mà do cái tâm gì mấy bà là quỷ la sát? Thứ nhất mấy bà là những người nữ, rồi mấy bà tu hành cũng giữ giới, nhưng phúc lâm chung nổi sân hận, thành ra mấy bà thành quỷ la sát. Mà mấy bà về cái thế giới đó là mấy bà coi như là rất kỹ đàn bà, rất kỹ đàn bà. Hả? Đàn bà mà họ ở cỡ đó họ lại một ngăn một vuốt, rồi họ đi xuống đây thế gian họ thấy mấy bà mà đeo hộp sòn sách võ hiệu, mấy bà ghét không? Hả? Sách võ hiệu như được đánh rồi là coi như xong. Tao xô cho mày một cái, ngày nay cái ngày tao xuống tao cho mày ngồi mày đút lùi mày giũa, tao cho mày gặp mày liếc rồi chơi. Con cũng có võ hiệu sư phụ. Không võ hiệu thì tao tha. Con thật ra phải hiểu. Khi mà nghe hồi xưa nghe hòa thượng Đệ Thành dạy, hỏi con biết tại sao cái thế giới kế đô là những loài quỷ la sát. Như đồng bà mà mày giống con la sát quá. Quỷ la sát là một loại quỷ, đó là trong kinh Diệu Pháp có nói. Thành ra khi thầy giảng cái này rất là khoa học. Thành ra sao? Mấy bà mà muốn hối lộ thì vào ngày 18 âm lịch, mấy
bà mới viết một cái câu là thiên cung phân dĩ kế đô thiên quân, thắp 21 ngọn đèn mà lại về chánh tay. Quý vị tất cả các ngôi sao, các vũ sao khác như là sao đàn ông là sao gì đó, có mấy sao à, mà cúng quỷ là sao phải cúng tới 21 ngọn. À, bởi vì tới 21 ngọn là mới vừa lòng với bà, thấy không? À, tại sao vậy? Ở trên quỷ La Sát là có rất nhiều, mà phải một lần nó đi 12 vị, thành nó phải cúng 21 cái ngọn đèn. Đó, nó hối lộ nó nhiều một chút thì nó mới tha. Cho nên người ta canh cái ngày đó các vị mà họ chứng quả, họ mới làm cái mâm họ cúng, nghe không? Rồi, sau Mộc Đức là cái gì? Là cái sao này nó ở về hướng đông của cái quả địa cầu này, mà cái sao này tại sao phải cúng? Tại vì cái những vị thần mà những cái ông thần mà coi về vấn đề mà hôn nhân á, à, cái thần mà coi về mai mối đó, à, cái thần mà xe tơ đó là họ ở trên cái sao này, à, à, ông tơ bà lão mà xe duyên đó là cái sao Mộc Đức này, là ai năm nay ai xài Mộc Đức đưa tay coi nè. Mộc Đức đàn bà không có quất đàn ông nè, Mộc Đức chưa quất cho đàn ông thôi. Mộc Đức là sao đào hoa, là năm tốt nhất. Mà quý vị thấy không, đọc kỹ nè, Mộc Đức là sao đào hoa mà năm tốt nhất, đọc kỹ coi sao Mộc Đức nói sao nè. Sao Mộc Đức gặp sao này làm việc gì cũng kết quả vừa ý đàn ông thì hai bệnh, như là sao đàn ông hai bệnh đàn hoa máu huyết không tốt, cũng vào ngày 25. Thật ra đó sao Mộc Đức á, là sao đào hoa, thấy không? À, đào hoa. Cho nên á, mấy ông mà gặp sao này đó, thì mấy ông mà đi về Việt Nam, 10 ông đó, mà cái sao Mộc Đức này đi Việt Nam đó, là sao đào hoa chiếu. Thành ra tất cả những cái vị thần ở trên đó là họ coi về vấn đề mà tình duyên, và họ đưa đẩy cho người đàn ông nó gặp thuận lợi. Yeah. À, sao Mộc Đức là cái sao đi ra là gặp về Việt Nam là coi như chắc chắn là có bù nhí đó, thành ra mấy bà. Nhưng mà bây giờ khỏi cần nữa, mấy bà cúng sao gì biết, cúng sao Corona. Hồi mấy năm trước anh nè, anh đừng có về, anh nghĩ tới em đi rồi nên nè, con bên này nè, anh về bây giờ bữa đó bố buồn bố ngại á, nhưng mà bây giờ mấy gì tin đi, biểu đi, bây giờ mua vé cho mấy trả đi. Mua đi, đọc cho cái sớ, uống Corona qua rớt ta bà ha. Anh qua là tôi không đón anh tại phi trường luôn. Nè, mua cho lớp dài, đi về đó để mà mê cái câu chuyện dài đi. Hả, đi không? Không dám, đó sợ cái gì? Là sớ Corona, khỏi cần tụ chú gì hết. Thấy không? Thành ra quý vị thấy thầy giải thích ra vấn đề nó rất rõ ràng, chứ không có gì hết. Thành ra không có mê tín, nhưng mà đâu có biểu cái gì cúng tiền, đâu có gì đâu. Mà giải thích cái này ngày xưa ta hối lộ trong kinh Địa Tạng, là coi như là quý vị nhớ bổ nghiệp có vô số vị quỷ dương từ cõi ta bà đến lên cõi trung trời mới đảnh lễ Đức Phật, phải không? À, cái vị mà quỷ dương nó bổ nghiệp riêng chúng con là cai quản ở cõi Nhâm Dương Phù Đề, nhưng mà đa số cái quyến thuộc quỷ dương tụi con nó làm ác nhiều mà làm lành ít. Cho nên con ra lệnh kể từ ngày hôm nay đi ngang nhà của người mà chúc hương, chúc hoa, cúng dường tượng Phật Bồ Tát, thì con bắt người đó coi cái người mà cúng dường nó giống như là đảnh lễ như Phật hiện tại có không. Cho nên mặc dù ông thiện nhận ông đọc sân si tùm lum, nhưng mà đúng cái ngày đó thì ông chạy xe làm sao? Chạy xe nhẹ nhàng, nhớ nha, ngày mùng 8 chạy cho nhẹ, định đạp danh sổi danh đá nha, thấy không? Thì như vậy là tự nhiên là ông lại vô lại cúng thành ra tên Mỹ Dương nó xuống nhà tên này hiền quá, thôi không có bắt nó, thấy không? Dần qua tới tên này cũng vậy, thấy nó hiền quá, dần qua thấy ông quả còn thấy à, ông lúc này cũng hiền quá, thấy không? Ông quả còn canh ngày mùng 8 lên Thượng Lăng Nghiêm đó. Đó là tôi giải thích theo khoa học đàng hoàng, cho nên không phải cái ngày nào nó cũng đi, mà cái ngày mà tụi con đi gặp cái ngày thiện thần đó, thì nó khác. Chẳng hạn như có những gì thiện thần mà họ báo cho quý vị biết có khác, mà không nói được cái gì mà báo làm sao? Quý vị đang nấu ăn, cái vị thần mà cai quản về vấn đề mà ăn uống đó, phải không? Tức là chủ thực quỷ dương, à, thì ông muốn báo tụi con không nói được, cái tụi con tự động cái anh dọn chén ăn, tự nhiên cái dọn dương ra đôi đũa, mà quý vị biết rõ ràng á,
là bảo đảm ngày đó ngày mai có khách tụi con nghĩ coi. Dọn dư rồi rửa cái chén tự động, đó là cái gì? Chủ thực quỷ dương nó cho biết, thấy không? Rồi có vị nữa mà báo như vậy rồi mà cũng không chịu mua đồ ăn á, phải không? Là bắt đầu cái người đằng kia nó tự động có người mời ăn, tự động đang ăn cơm cắn lưỡi cá là ngày mai có mời đi ăn. Thì đó là những cái gì mà nhắc khéo mình thôi. Cho nên khi mà hiểu về cái phương diện mật tông đó, họ giải thích rất là rõ, chứ họ không có cúng. Bên mật tông đó họ giải thích tại sao phải cúng là lấy ra giải thích rõ ràng, còn nếu mà đem ra đổi sớ này kia mà không nói là tại sao có cái này. Thì cho nên họ biết cái ngày đó là ngày của cái ông ác thần của Sa La Hầu từ cõi La Hầu đi xuống, là cái ông chủ hao quỷ dương là từ cái sao Thái Bạch họ đi xuống, họ ở hướng nào mình phải nhắm về cái hướng đó mình lễ. Mà như vậy đó, họ đến là đa số họ đến vào ban đêm, nhiều quỷ thần không đến đây vào ban ngày, cho nên cúng sao là chỗ ban đêm hay ban ngày? Ban đêm, nhớ kỹ nha. Cho nên khi mà tụi con hiểu rồi, ai mà chúng chủ phước quỷ dương, chủ lộc quỷ dương thì cái người đó gặp là sao mọc đức. Chữ mọc là cây, đức là phước đức, hiểu chưa? À, mà cái sao tốt sao phải cúng, tại vì cái ông này ông đi xuống, tới cái thiện thần này đi xuống, nhưng mà bình thường mình không cúng á, mà mình đi ăn đi nhậu, cái ngày đó mình đi nói bậy nói bạ, mình phá giới, thì thiện thần họ cũng không đem tài lộc cho mình, họ không hộ cho mình. Thành ra ngay cái ngày đó mình giả bộ mình ăn chay mình tu đi, hiểu chưa? Để ăn chay này, bởi vậy nãy bác Thiện Tân hỏi đã tốt rồi sao mà không tốt. Cũng như ngày nào sư phụ qua cái thì tụi nó biểu diễn nó làm dữ lắm. Cái gì mà nói cũng như sư phụ, nói sư phụ sắp sửa qua để mà dọn dẹp đáp, cái tự nhiên vô cái làm sạch bắt thấy không? Thì tại sao mà tốt vậy? Tốt càng phải biểu diễn tốt hơn, mới chỉ có thiệt làm hiểu chưa? À, tại sao tốt còn phải cúng, phải không? Tại vì tốt cũng có ngày xấu chứ, ông thầy sư phụ là ông qua hoài hay sao? Ông qua ngày 25 thì mình canh ngày 24 mình làm đó. Thành ra tôi giải thích, còn thắc mắc cái gì nữa không? Thấy không? Rồi á, vấn đề cúng sao rất là lia nha. Lấy kinh kệ ra đi, lật ra đi, là trang 494, 493 của kinh Tụng Lăng Nghiêm. Không thì không có đâu, chưa tụng đâu, chưa tụng, chưa lấy cúng sao. Để đó, tôi giảng nghĩa về Đức Phật nói về bệnh dịch nè, lấy trong kinh ra muốn nghe không? Đó, giảng xong cái này nữa rồi, bắt đầu tôi mới tụng kinh, mới tụng chú. Chúng ta tụng như vậy là 108 danh hiệu Phật Di Đà, đổi cái sớ lên. Phật Di Đà là vô thượng y vương. Mà khi mình đọc như vậy là cúng sau hội, là khi đó là tất cả các vị thầy họ nghe hết rồi. Mà cuối cùng chúng ta niệm 7 lần tâm chú Thủ Lăng Nghiêm, xong xuôi rồi chúng ta nhận sớ. Và chút nữa chúng ta đem đi đốt sớ là coi như chúng ta hoàn tất. Chúng cúng sao bằng giải thích khoa học, và cúng sao lấy kinh Thủ Lăng Nghiêm ra, chứ không phải cúng sao để dùng cái sao này để làm tiền làm bạc của đệ tử. Cho nên thầy giải thích rất là khoa học. Ai muốn biết thì vào kinh Thủ Lăng Nghiêm đi, rồi thấy công năng. Rồi bây giờ cái bệnh dịch này xảy ra, Đức Phật đã quyền ký cách đây 2600 năm. Bây giờ quý vị biết người ta dùng danh tử là sao mà cái kiếp số tôi khổ quá. Mình thường than cái kiếp số con sao khổ quá. Mà khi mà xảy ra một cái nạn dịch ta kêu là tai kiếp. Chẳng hạn như Úc Châu xảy ra cái nạn trái là kêu là cái gì quý vị? Quả tai. Nước Úc Trần bị quả tai. À, quả tai. Và bây giờ nạn dịch á, nạn dịch nó xảy ra là kêu là bị dịch bình trai. Và cái thời gian nào Đức Phật lại dự đoán vậy? Hiện tại tên Philippines đang bị núi lửa, tàu cộng và đang bị cái dịch, bệnh dịch. Thằng đó thì Đức Phật nói thế này: có loài người chúng ta hiện giờ đó đang ở kiếp giảm, có kiếp tăng và kiếp giảm. Từ thời quá khứ đó, từ thời quá khứ đó, khi mà lúc mà trái đất mới thành lập đó quý vị, thì loài người sống tới 84.000 tuổi. 84.000 tuổi. Cái con số 84.000 tuổi này hồi nãy tôi nói đó là con số tượng trưng cho số nhiều. Số nhiều. Số nhiều lắm. Nhưng mà lấy 84.000 tuổi đi. Thì lúc đó các vị vua mà cai trị ở cái quả địa cầu này còn là những vị mà chuyển luân thánh dương. Là những người có 32 tướng tốt. Quý vị không, gần như là họ có phước đức gần như là một vị Phật. Cho nên cái vị vua thời đó là rất là có hiền lương. Mà bây giờ
ác dương nhiều hay là thiện dương nhiều quý vị? Cho nên Đức Phật nói cái thời kỳ mà trái đất này mới thành lập thì lúc đó có vị Phật đầu tiên tên là Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Vị Phật này thọ 84.000 tuổi và nhân dân của ngài cũng thọ 80.000 tuổi. Rồi cái thời sau khi Phật nhập Niết Bàn thì có một vị Phật ra đời tên là Thi Khí Phật, là vị Phật thứ hai, ngài thọ 70.000 tuổi. Sau khi Phật Thi Khí Phật sống 70.000 tuổi, ngài nhập viện rồi, thì vị Phật thứ ba xuất hiện là Tỳ Xá Phụ Phật, ngài thọ được 60.000 tuổi. Sau khi vị Tỳ Xá Phụ Phật này sống 60.000 năm và thọ mạng hết, và nhân dân của ngài cũng sống 60.000 năm, thì có vị Phật thứ tư là Câu Lưu Tôn Phật, vị Phật này sống được 50.000 tuổi. Và sau khi ngài thọ mạng dài hết 50.000 năm, chánh pháp tượng pháp diệt hết rồi, thì tới vị Phật thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, ngài thọ 40.000 tuổi. Sau khi thọ hết 40.000 tuổi rồi thì có Đức Phật Ca Diếp Phật ra đời là thọ 20.000 tuổi. Và khi Đức Phật Ca Diếp nhập viện hết rồi thì tới Phật Thích Ca nhân thọ còn có 100 tuổi. Và từ khi Phật Thích Ca mà ngài nhập viện rồi thì thọ mạng con người sẽ đi riết. Đức Phật Thích Ca lúc đó là lấy nhân mạng là 100 tuổi. Đức Phật nhập viện lúc ngài 80 tuổi. Ngài A Nan nhập viện 120 tuổi. Lấy 120 tuổi cộng với 80 tuổi chia đôi ra tuổi trung bình là bao nhiêu? Là 100 tuổi. Đức Phật nhập viện bây giờ đã 25 thế kỷ, 26 thế kỷ. Tuổi thọ trung bình của loài người bây giờ là 70 mấy tuổi, 75 tuổi. Quý vị vô Google coi. Tuổi thọ trung bình của chúng ta có những người sống tới 100 mấy tuổi, người cao nhất ở trên thế giới phải không? Nhưng mà cộng với những người chết yểu 30-40 tuổi như các nước Phi Châu. Các nước Phi Châu bây giờ họ chết yểu không quý vị? Họ chết yểu, ra cái tuổi thọ trung bình còn 70 mấy tuổi. Và quý vị hãy thấy thế này, để ý kỹ từng lời của thầy. Khi mà Đức Phật Quá Khứ Tỳ Bà Thi ra đời chưa là kiếp tạc, cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi thì chúng ta tính bài toán như thế này. Loài người sống cao nhất ở trái địa cầu này, lúc trái địa cầu này mới thành lập á, thì loài người rất là ít. Mà loài người chúng ta không phải là những người ở đây mà giống như con khỉ mà nó biến lên đâu, không phải. Đức Phật nói loài người chúng ta đến từ cõi trời Quan Âm Thiên. Quan là ánh sáng, âm là âm thanh. Cái cõi đó cõi trời, tức là theo cái suy nghĩ của thầy đó, hồi xưa tại sao Đức Phật lại dùng danh từ là cõi trời đến, là loài người đó là do loài người đầu tiên đặt chân ở qua địa cầu này đến từ cõi trời Quan Âm Thiên. Quan là ánh sáng, âm là âm thanh, tức là cái một cái cõi chư thiên họ đến cái hành tinh này, họ phải có trình độ văn minh, có những cái phi thuyền mà họ bay với cái tốc độ âm thanh và ánh sáng họ mới đến đây được. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Mà tốc độ của ánh sáng là bao nhiêu? 180.000 mai một giờ, tính ra cây số là khoảng 300.000 cây số km một giờ, một giây đồng hồ, phải không? Là như vậy, nếu mà đi những cái chế độ, những cái cõi trời đó, họ phải có một cái thần thông là họ phải đi di chuyển nhanh bằng tốc độ của âm thanh ánh sáng họ đến thế giới này được. Và khi họ đến thế giới này được rồi thì trong kinh Phật nói lúc đó thế giới này mới thành lập rất là đẹp, đẹp nhất trong cái thái dương hệ này. Mà có phải bây giờ cái hình ảnh chụp của NASA và các phi thuyền có phải là quả địa cầu chúng ta đẹp nhất so với quả tinh, so với mộc tinh, so với kim tinh, thủy tinh, đúng không quý vị? Chúng ta thấy đó, chúng ta có màu xanh, có nước, có mây, còn nhìn cái quả tinh nó cũng chỉ là màu đỏ, nhìn lên những cái sao tình nó cũng không có đẹp, nhìn trên những dương tinh hay là tử dương tinh cũng không đẹp. Cho nên trái đất này thành lập, chư thiên ở cửa trời Quan Âm Thiên họ nhìn xuống, họ có thần thông và họ bay xuống đây. Và họ sau khi họ bay xuống đây thì họ mất thần thông và họ ở lại, họ làm thủy tổ của loài người, thủy tổ của loài người. Và ở trên cõi trời Quan Âm Thiên thì hồi đó thầy hỏi vị hòa thượng Huệ Thành của thầy, tại sao cùng là loài người xuống đây mà tại sao lại là người da trắng, người da đen, người da vàng, người da đỏ? Thì Đức Phật cũng nói vậy, như trái đất này sắp hoại diệt, một thời gian nữa tuổi thọ của trái đất này có hoại diệt không quý vị? Tuổi thọ trái đất bây giờ của các
cái mặt trời và cái solar system này là 4,5 tỷ năm đúng không quý vị? Và người ta tin đoán là nó chỉ còn kéo dài khoảng 4,5 tỷ nữa thì nó đi vào chu kỳ hoại diệt, kể cả mặt trời. Mặt trời cũng sẽ chết hết, cháy hết cái energy, đúng không? Đó là những phản ứng về nguyên tử, về nhiệt hạch. Nó sẽ hết, mặt trời sẽ từ từ mất nhiệt và sẽ bị hủy bỏ. Và trái đất cũng vậy, khi mặt trời nó mất ánh sáng thì trái đất này còn tồn tại không quý vị? Không tồn tại, nó trở thành băng giá. Cho nên khi mà các cái trái đất mà nó sắp hủy diệt thì những cái loài người từ đây tới thời gian trái đất hủy diệt nó còn 4,5 tỷ. Lúc đó loài người văn minh không quý vị? Rất là văn minh. Chúng ta chỉ đi ngược tới từ địa nhị thế chiến tới giờ loài người đã văn minh bao nhiêu lần rồi quý vị? Rất nhiều, phải không? Và loài người văn minh thì khi trái đất này sắp hoại diệt, khi mà xảy ra chiến tranh, bệnh dịch, trái đất mình sau này khi loài người còn 10 tuổi là chết đó quý vị. Lúc nữa tôi sẽ nói cái nạn của 70 tuổi, loài người chúng ta tuổi thọ bây giờ còn 70 tuổi là xảy ra cái nạn dịch gì, chúng tôi nói sao. Và khi xảy ra cái nạn dịch như vậy thì ai có đủ tiền để bay lên trên sao Hỏa để mà sống đây? Đó là những nhà khoa học gia, những nhà tỷ phú. Tương lai quý vị có biết rằng có những phi thuyền con thoi để đưa những người nhà giàu đi du hành trên quả tên có chưa? Người ta đã có chương trình đi lên mặt trăng, đi chơi, mà chúng ta đi nổi không? Chúng ta không có tiền đi nổi, nhưng mà có những người mặt giàu mới đi nổi không? Rồi như vậy, những người gia tán như Hoa Kỳ, như Nga, như Anh, như Pháp, mấy chục triệu năm nữa họ sẽ có tiền để họ đưa lên những thành phố trên đó là thủy tổ của người gia tán. Rồi người Nhật họ có phi thuyền không? Người Nhật, người Trung Quốc họ cũng có phi thuyền. Mà tương lai những nước ở Trung Đông họ vẫn có phi thuyền. Mà tương lai những nước Phi Châu mấy chục triệu năm họ cũng tiến. Và họ đáp chỗ nào họ thủy tổ của người người ở đó. Cho nên họ xây dựng được những cái kim tự tháp, họ chế được những cái thuốc bốc sát, họ có những máy móc mà họ cẩu những tấn đá của kim tự tháp. Mà tới giờ những cần cẩu của Hoa Kỳ cũng chưa cẩu nổi những tảng đá đó. Cho nên loài người đến từ những hành tinh mà Đức Phật gọi là Quang Âm Thiên, loài người đầu tiên của chúng ta, họ có một nền văn minh cao hơn nền văn minh có loài người bây giờ. Mà khi tới nơi họ mất thần thông, thì tới nơi Đức Phật nói thời kỳ chư thiên mà xuống qua địa cầu này là tuổi thọ 84.000 tuổi. Tại sao vậy? Trái đất lúc đó có bị ô nhiễm không quý vị? Cho nên cái hạt lúa, cái thời kỳ mà trái đất mới thành lập, cái hạt lúa bự bằng cái quả bằng của Cà Na vậy đó. Cho nên loài người lúc đó đó thì chư thiên họ xuống đó, họ tự động họ có cây cái, họ ăn, họ không cần trồng, và tất cả hoa quả đều tốt đẹp hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cũng một trái báo táo, một trái bông, một trái cam, mà một trái cam trồng ở Hoa Kỳ nó lớn, mà một trái cam ở Việt Nam trồng nó lớn hay nhỏ? Nó nhỏ. Một trái chanh Việt Nam nó nhỏ, mà trái chanh ở Mỹ nó lớn. Như vậy phước báo của dân tộc Hoa Kỳ là cái phước báo họ cao hơn. Cho nên những cái cây cối mà của ở Hoa Kỳ á, đều là tốt hơn, quý vị thấy rõ không? Rồi mưa thuận gió hòa. Cho nên cái thời kỳ loài người mới xuống qua địa cầu này, khí hậu ôn hòa, cây trái xung xê, loài người thì ít, mà loài người thì họ quý nhau không quý vị? Họ quý nhau cho tới khi mà bắt đầu họ sinh trưởng, và họ sinh trưởng rồi họ không trở về cái mẫu quốc được, và họ sinh lập. Và đầu tiên từ từ á, đến xuống chừng khoảng 30-40 tên đầu tiên thì còn quý nhau. Ở chừng 10-20 năm đẻ ra cái bắt đầu á, là bắt đầu sao? Chiếm đất, chiếm nhà. Bắt đầu ở đó thấy lúa tự động nó mọc, cái thời gian sau ăn riết bắt đầu thôi, bây giờ mình ra mình khuyên dùng để của mình để dành xí. Thì bắt đầu người ta khởi một tâm tham, là người ta đi giảm đi 100 năm, mà giảm đi coi như 1 tuổi. Người ta khởi một tâm trộm cắp là giảm đi 1 tuổi. Rồi cảm tâm nói láo, khi mà ta bắt lại mày có ăn trộm không? Không có. Nên lừa dối thì giảm thêm tuổi, cứ phạm giới phạm tuổi giảm tuổi. Riết tới khi loài người mà tới Đức Phật Thích Ca ra đời là loài người còn có 100 tuổi. Rồi bây giờ tôi nói sơ, bữa nào tôi giảng về cái đó dài lắm. Thì bây giờ chúng ta đang ở kiếp giảm. Kiếp giảm lấy nhân thọ trong thời kỳ giảm là hạn lực. Số thọ của nhân loại ở quả địa cầu mực cao nhất là 84.000 tuổi. Từ 84.000 tuổi cứ mỗi 100 năm loài người tạo một nghiệp ác thì giảm 1 tuổi. Giảm đến chừng nào con người còn 10 tuổi là mức sống cuối cùng. Ở thời gian này gọi là một giảm kiếp. Chúng ta bây giờ đang ở giảm kiếp, tức là chúng ta còn lại, quý vị thấy là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta cứ lấy 100 năm giảm 1 tuổi, mà chúng ta lấy 100 năm
sống có 10 năm là chết. Đứa nhỏ mới đẻ ra chừng 3-4 tuần là nó biết bò biết đi, và 5 tuổi nó biết lấy vợ lấy chồng, mà coi như là lấy vợ lấy chồng xong là có 5 năm sau nó chết. Đó là cái kiếp giảm. Trong thời gian này lấy cái công thức như sau: tuổi thọ cao nhất khi tái địa cầu mới thành lập là 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Giảm tới thời trường nào con người còn 10 tuổi là mức sống cuối cùng, khoảng thời gian này kể là một kiếp giảm. Thế nhưng một kiếp giảm tính theo công thức như sau: lấy 8.399.000 năm, lấy là 84.000 năm trừ 10 năm, là tức là nhân cho 100 năm. Trong khi thọ lượng được 84.000 tuổi, con người cao 840 trượng. Một trượng là bao nhiêu tụi con biết không? Một trượng nó sợ trong Google đó, thì một trượng nó có nhiều cái công thức để tính. Một trượng đó, mà của Tàu là 3m3, và một trượng của người Việt Nam mình nó lấy theo cái quyển sách của triều đình Nguyễn á thì 4m7. Chúng ta lấy cái con số là 3m, lấy 4m đi, lấy 4m là con số trung bình. Một trượng là 4m. Thời kỳ người sống được 84.000 tuổi thì thân họ cao 840 trượng. Lấy 840 trượng nhân cho 4m cao không quý vị? Khoảng 2.600-2.700m. Cao, tại sống tới 84.000 tuổi, rồi cứ 100 năm giảm 1 tuổi, bề cao cũng xuống 1 tấc. Cứ một họ cao như vậy là 2.500m. Lúc mà tuổi thọ cao nhất, cho tới khi mà cứ 100 năm họ giảm 1 tuổi thì bề cao xuống 1 tấc. Qua 1.000 năm giảm 10 tuổi, qua 1.000 năm giảm 10 tuổi, bề cao cũng xuống 1 thước. Tới khi mà loài người còn sống mà 10 tuổi chết, loài người cao nhất là 1m. Trong 10.000 năm nữa, chúng ta chỉ là người cao nhất là 1m, người nào cao nhất 1m còn lại 7 tấc tấc thôi. Đó. Bề cao thấp xuống 1 thước, đến chừng nhân loại còn 10 tuổi là thượng thọ bề cao con người chỉ còn 1 thước. Trong kiếp giảm, ác nghiệp của nhân loại ngày càng tăng, phước báo càng lúc càng kém. Lúc đó Ngài A Nan hỏi, khi nào mới biết là kiếp giảm? Đức Như Lai nói, khi nhân thọ mới thành lập là 84.000 tuổi, do phước nghiệp các chúng sanh từ cõi trời di dân xuống, cho nên ở trong bảy báo này họ có bảy báo. Trái đất này có già, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não hiện ra, điềm lành tập hợp, năm vị ngon vui, người thần vui đẹp, mưa gió thịnh thời, suối ngọt gạo thơm, dân chúng hiền lành, bậc thánh dương cai trị. Lúc nhân thọ mà xuống còn 70 tuổi là thời gian chúng ta nè. Thời gian chúng ta khi nhân thọ còn 10 tuổi, lúc Phật Thích Ca nhập viện được khoảng 2.000, coi như 600 năm. Loài người do ác nghiệp tăng thẳng, các loài người là từ ba đường ác, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sanh lên, nên bảy báo ở hết. Đồ ăn càng ngày, các cái vị lúa đều lợt lạc, và điềm dữ hiện ra, nhân vật khấu dùng, quỷ thần kêu khóc, mưa không thuận và gió không hòa, thời tiết lỗi thời, bão lụt, đủ thứ tai nạn xảy ra. Bây giờ quý vị thấy bão lụt hết chỗ này tới chỗ kia có chưa? Có. Và thời tiết, và con người chúng ta rất là ác. Cái thời gian Đức Phật nhập viện, khi loài người còn tuổi thọ 70 năm, người ta hở ra là giáp dao chém giết. Mà thật sự tại Hoa Kỳ đó, khi mà xảy ra đụng xe thì chúng ta gọi bảo hiểm, chúng ta gọi xua răng và chúng ta không có đánh nhau. Còn ở Việt Nam khi mà gia chạm giao thông thì họ có thương lượng hay là họ rút dao kiếm là họ đâm nhau? Chém. Chém. Thì trong kinh Đức Phật nói lúc đó là con giết cha, cha giết con, có chưa? Có. Loài người ác độc và đối với nhau như là coi như là gom đao, rồi chư tăng ni không còn thương yêu giống như thời Đức Phật, mà chư tăng ni giành giật tín đồ, giành giật chùa chiền, thưa kiện đưa ra để mà cho quan xử, đã xảy ra chưa? Có. Này A Nan, lúc đó hàng đệ tử của ta do ma dương trá hình, họ dùng chùa chiền làm nơi buôn bán, họ dùng chùa chiền để mà mượn đạo tạo đời, họ dùng chùa
gì để mà làm nơi đầu tư, để mà kinh doanh. Xin lỗi, con ở Úc, bên Úc có vị thầy nào đã lấy chùa ra đầu tư và bây giờ bị lỗ, bị lấy chưa, có chưa? Có rồi. Thì như vậy Phật quyền ký cách đây 2600 năm, và các vũ thưa kiện để giành ngôi Tam Bảo giữa ngàn cư sĩ và tăng ni xảy ra như con bữa. Bây giờ quý vị thấy là các chùa chiền, cư sĩ thưa với các thầy trụ trì để giành chùa xảy ra khắp nơi, có chưa? Có. Có. Thì bây giờ cái nước nào mà tàn ác, người ta ăn cả mạng người, người ta ăn cả những cái người mà coi như những thai nhi, người ta ăn những cái loại đó là quỷ dương mà nó nhập thai. Bây giờ trên nước này có nước nào bắt đầu ăn thai nhi chưa? Trung cộng. Trung cộng. Trung cộng. Rồi, người ta đem mạng sống của thai nhi để làm vật buôn bán, người ta giết quan biết bao nhiêu những cái người mà không có bị tội mà vẫn ghét tội. Bây giờ những cái người mà tù nhân mà bị ghét tội quan ủ nhiều không? Nhiều. Nhiều, phải không? Cho nên bây giờ quý vị thấy rõ ác dương xuất hiện và mưa không thuận, gió không hòa, thì lúc đó chư thiên xa lánh và bắt đầu những vị ác dương này bắt đầu cho phá chùa chiền, đập phá tượng Phật, đập phá các tượng thần thánh, nhà thờ, tất cả những cái nơi thờ tự tôn nghiêm đều bị phá hủy. Bây giờ Tập Cận Bình đã phá chùa, phá chiền, phá nhà thờ chưa? Có rồi. Có rồi. Cho nên quý vị thấy rõ mà Tập Cận Bình là cha của ai? Cha của Việt Cộng. Cho nên bây giờ nước Việt Nam chúng ta bây giờ lại đã được sáp nhập vào tàu cộng. Của câu nói này của ông Phạm Bình Minh, hồi sáng này tôi đọc là Nguyễn Bình Minh, người ta nói thì đọc lộn, không phải. Tại vì Nguyễn Bình Minh là con của Nguyễn Cơ Thạch, nhưng mà vì Nguyễn Cơ Thạch là Bộ trưởng Ngoại giao của cái thời mà Hiệp nghị Thành Đô, ông là cái người chống dữ dội cái Hiệp nghị Thành Đô bán nước, cho nên ông bị thất sủng, cho nên ông sợ con ông bị tấn, cho nên Nguyễn Bình Minh mới đổi thành ra là Phạm Bình Minh. Tôi kêu là tôi tin cúng cơm của nó đó, chứ không phải tôi nói lộn đâu. Hồi sáng tôi nói là Nguyễn Bình Minh, cái nhiều người nói sư phụ ơi lộn rồi, Phạm Bình Minh. Nhưng mà Phạm Bình Minh là con trai của Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Cơ Thạch là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức là thời đó của Việt Cộng đó, hiểu chưa? Cho nên Nguyễn Cơ Thạch bị thất sủng là vì chống lại cái hiệp ước Thành Đô bán nước. Mà giờ Phạm Bình Minh bây giờ là đổi họ để cho khỏi bị truy sát, hiểu chưa? Mà bây giờ Phạm Bình Minh á đã lên tiếng, mà Phạm Bình Minh bây giờ phải là Bộ trưởng Ngoại giao không? Tức là đã làm cái nghề mà cha nó đã làm cách đây 30 năm, đúng không quý vị? Và nó đã nói cái câu bệnh dịch đang lan tràn, chúng tôi biết, nhưng mà chúng tôi đã có những hiệp ước với Tàu Tổng, cho nên không phải đóng là đóng, mà phải xin lệnh Tàu Tổng, mà ước gì vậy? Không lẽ là cái thằng Phạm Bình Minh này nó nói là chúng tôi đã thi hành hiệp ước Thành Đô rồi, bây giờ muốn xin lệnh là phải xóa bỏ hiệp ước Thành Đô, phải không? Phải không? Rồi bây giờ cái thằng mà chủ tịch ủy ban thành phố Hà Nội nó cũng lên tiếng, nó nói là cái gì phải hiểu chứ. Nó nói bây giờ cả thành phố Hà Nội chỉ có 40 bộ đồ bảo hộ, mà bây giờ đó chúng ta sợ coi cái lực lượng y tá bác sĩ toàn thể thành phố Hà Nội, mười mấy cái bệnh viện đó là mấy ngàn người, mà cái lực lượng bác sĩ y tá là cái lực lượng phải cứu trợ người bị bệnh virus corona, mà có 40 bộ vậy ai mặc ai ở chuồng đây? Cái gì trả lời đi hả? Cũng như trong làng này xảy ra bệnh dịch, phải không? Trong làng này có 100 hộ, mà tôi mới nói tôi thông báo cho dân toàn thể dân trong làng biết chỉ có 3 bộ đồ bảo hộ thôi. Thì ai mặc? Tôi bộ, thầy Tệ Minh bộ, ông trưởng làng bộ, rồi Phước như trưởng làng, ông là tù đi hả? Còn bao nhiêu thì chết, thì bao nhiêu chết đó, lúc đó tôi nói dân làng còn nghe không? Nó nói lọn liền. Tôi vô đây là để giảm sanh, phải không? Bây giờ tự động lúc đó cái làng này bị dịch, và tự động lúc đó là suy nghĩ nó nói bất cứ thằng nào trong làng nó di đà ra là bắn bỏ, phải không? Thì lúc này lương thực càng ngày càng thiếu, không đi chợ được, phải không? Rồi chúng ta lúc này á là bắt đầu chạy xuống tấn công kho lương thực, phải không? Lúc đó ông chủ nó từ từ mà nó kêu lại nó không lấy giờ móc hết rồi, phải không? Rồi cái khăn bịt mũi cũng không có, thì lúc đó là lọn ra tới nơi rồi. Cho nên trong kinh Phật đã nói khi Đức Phật nhập diệt là Đức Phật 100 tuổi rồi người 100 tuổi, tuổi thọ ngày
La là sống tới 180 tuổi. Ngài Ca Diếp bây giờ vẫn còn sống trong núi Kê Túc. À, thành ra loài người họ đã sống rất cao. Mà tôi đừng có nói cái gì hết á. Cái thời trước 75 thôi, cái thời thuận tiện thôi. Mà lúc đó đám cưới mà, người thì đeo cái vàng cầm nè, đeo chi. Hồi đó cái của hồi môn tụi con là đeo 7-8 lượng vàng mỗi bà già tụi con thôi. Cái thời nó chụp hình đó. Còn là đeo 7-8 lượng vàng là chuyện thường, phải không quý vị? Cái thời trước 75, phải không? À, bây giờ đâu có ai đeo 7-8 lượng vàng đâu. Đúng không? Cho nên vàng ngày càng hiếm luôn. Còn quý vị đi qua Campuchia đi, quý vị đi thời London thôi. Đi cái thời năm 60 thôi. Dân Campuchia hồi đó thì đi qua bển hành hương, trời ơi nó đeo vàng mà thiết sợ luôn đó quý vị. Hồi đó vàng bạc rất là nhiều. Phải không? Cái thời nó vàng nhiều lắm hả con? Dạ. Bây giờ còn không? Còn cho chuộng mới. Không, cái hồi năm 6 mấy thì đi qua hành hương ở Campuchia đó. Đi qua, coi qua Siem Reap á. Rồi qua đi qua Đế Thiên Đế Thích nè. Qua con trời ơi thấy dân nó đeo vàng là thiết sợ luôn. Cái dân Campuchia mà cái thời mà cái thời mà nó non á, thời chưa có Siem Reap á, chưa thời Siem Reap á, thời chưa có bên bốt, trời họ đeo vàng mình thấy mình khiếp luôn đó. Thì bây giờ của báo càng ngày càng kín hết nè, cho nên á, con người bây giờ càng ngày càng ác. Mà bây giờ quý thấy dân Việt Nam bây giờ là họ sống gần như là lúc đó kinh Phật đó, người ta chết người ta không nhìn nhau. Rõ ràng là bây giờ mình thấy tàn tộc té lực lực, mà đến nỗi nó lễ sắc nó có không quý vị, nó không nhìn tới. Cho nên cái này là nhân quả rõ ràng. Tàu tộc nó ăn tất cả những cái gì, ăn thai nhi nó cũng ăn, ăn con gì nó cũng ăn. Con gái của tàu tộc mà nó có con nó ăn cả những con dơi nó ngồi nó ăn nó hút máu luôn. Quý vị thấy là con người nó không còn là con người nữa mà là quỷ thần để đầu thai. Rồi Đức Phật đã nói rồi, lúc nhân thọ mà giảm xuống còn, đó là Phật chỉ nói sơ sơ cho 70, khi mà nhân thọ mà giảm xuống còn có 30 tuổi thì loài người sẽ xảy ra. Bây giờ cái nạn này là nạn dịch, nạn dịch sau đó nó đi theo một cái nạn đói. Quý vị có tin đói không? Tôi chứng minh cho đói nè. Bây giờ đó ông Trung nó bảo cái đất thế tàu tộc đó, bây giờ ông đóng là 15% đi là phi quanh. Bây giờ cho dù mà không xảy ra nạn dịch này đó, ông đóng thế lên 30% đó, thì tàu tộc vẫn sống, vì hàng hóa tàu tộc vẫn bán được qua Hoa Kỳ, hàng hóa tàu tộc vẫn xuất cảng qua những cái nước mà ở như Iran, hàng hóa tàu tộc vẫn bán qua những cái nước mà trong cái khối mà coi như là nó ảnh hưởng như ở Phi Châu. Nhưng bây giờ nó bị dịch rồi, tụi con có dám mua hàng hóa của tàu tộc không? Không nước nào muốn mua. Mà hồi đó thầy ra rã, thầy kêu gọi Việt Kiều đừng có về quê ăn Tết, Việt Kiều đừng có về Hà Tây Việt Cộng. Bây giờ sư phụ có cần kêu nữa không? Không. Không cần. Bây giờ nó đang chạy tháo chết chạy ra, phải không? Đó. Thì như vậy á, là thấy không cần kêu nó rồi. Và bây giờ đó, tôi mới nói chuyện với một cái người mà đệ tử của tôi ở Việt Nam. Họ làm ở trong cái ngành mà công an đó. Họ nói thầy, hồi sáng thầy con nghe cái bài của thầy, thì con mới nói chuyện với mấy đồng chí mà làm ở trong cái công an bảo vệ chính trị. Thì họ nói đừng có nghe thằng Lai nói, mai mốt đó là bắt hết những cái tên mà coi như là lính tôi đi xâm phạm ba sạch, chúng tôi bắt hết, bắt hết những tên phản động ở trong nước, và mai mốt chúng tôi sẽ bắt hết những cái tên mà nó nghe cái live stream của cái thằng Thích Thằng Hơi, phải không? Cái tôi nói nè, nói kỹ cho nó, bữa nay tôi trả lời nè, quý vị có thể bắt lính của Ly Sà Phạm vì quý vị có những cái tên coi như nằm dùng, quý vị có thể bắt lính của những người phản động, quý vị có thể bắt ông Lê Đình Kình, quý vị có thể bắt những cái tên mà nó phản động, nó có đơn vị này, quý vị có thể bắt những cái tên mà quân khu nó nổi lên nó chống lại, nhưng mà quý vị làm sao bắt được con Corona cho coi? Quý vị bắt được con Corona cho coi? Con Corona này á, nó còn cha của phản động nữa. Cái hồi sáng này nó hỏi thầy sao thầy nói hiền quá thầy. Thầy nói mạnh lên chứ thầy không kêu chữ cộng sản. Tôi nói tại vì có con Corona nó làm gì tôi cần nói, phải không? Bây giờ á, Lý Sà Phạm thì kêu ba sạch, đốt chỗ này đốt chỗ kia, nhưng mà nó còn chữa trái được. Chỗ nào Lý Sà Phạm đốt, phải không? Nó chữa được không? Nó chữa được. Nhưng mà bây giờ tất cả 4 triệu đảng viên, con Corona này nó có tha không? Không. Rồi nó có đưa bàn liệt sĩ ra nó có tha không? Không.
nó mơ bạc cảnh sát giao thông con trồ nó ra thì có tha không? Không. Nó có đưa bạc quỹ di trung đảng nó có tha không? Không. Nó không tha. Mà con trồ nó ra này nó ở khắp mọi nơi, phải không? Mà nó sẽ tấn công vào ai trước hết? Tấn công vào tụi diệt cộng trước hết. Cái sự ô nhiễm nó sẽ nằm, bởi vì nói tầm bậy rồi, ông thông lai nói bậy rồi, nó sẽ tấn công vào dân nghèo. Ê, nghe kỹ đây. Bây giờ những nhân viên mà được làm lái máy bay và làm chưa để viên hàng không là con cách mạng hay là con của phản động? Con cách mạng. Cho nên những chuyến bay từ cơ trưởng, pilot, lái máy bay cho tới chiêu đại viên hàng không là con của đảng viên. Cho nên nó đi trên những chiếc tàu, nó đáp xuống những sân bay Vũ Hán, nó là những cái người nhập cảng Corona đầu tiên, phải không? Thì từ khi nó nhập cảng 14 ngày nữa, cái chuyến bay đầu tiên nó bay vô 14 ngày nữa, quý vị coi nó chích được mình cho coi nè, phải không? Thì con của đảng viên, không lẽ nó di truyền cho ai? Con đó. Nó di chuyển cho cha nó, dạ. Cha nó di chuyển cho ông nội nó, phải không? Rồi hồi Tết thì nó tặng quà đó, phải không? Nó tặng quà là con Corona nó theo vào từng tiền quà. Rồi cái đồng tiền đó, cái đồng tiền lì xì Tết năm nay nè, phải không? Thì ai lì xì nhiều? Chứ con cháu đảng viên nó lì xì nhiều. Thì nổi cái tay mà nó bóc trên những cái boarding pass mà nó chuyển hàng thôi. Ai là được vào làm ở trong phi trường Tân Sinh Nhất vậy? Dân quỷ quyền hay là dân của Việt Cộng? Dân Việt Cộng. Dân đảng viên. Thành ra tụi nó tiếp xúc ở những cái hải quan nhiều nhất, thì đương nhiên nó tiếp xúc với cái đội ngũ tàu cộng nhiều nhất. Cho nên nó nhận được Corona đầu tiên và nó sẽ chết trước. Rồi, những cái thằng công an mà nó ra kiểm soát cái đội zero mà rượu á, nó cầm cái máy thổi, đúng không quý vị? Như vậy, con Corona này, ai mà ăn nhậu bữa Tết vậy? Dân thường thì có cái luật là cấm ăn nhậu sợ quá rồi. Quán nhậu dám không? Mà ai mà dám đi mà dám ăn nhậu trong mùa lễ, chỉ có con của đảng viên mới dám đi, đúng không quý vị? Con cháu của đảng viên. Cho nên á, những con cháu đảng viên nó đi ăn, nó nhậu thì nó đã bị con Corona rồi. Mà nó ở chung khách sạn. Rồi những đứa mà làm trong giám đốc công ty du lịch, làm trong ngành coi như là tiếp tân ở các cái phi trường, làm ở tất cả cái bến cảng, là tụi toàn con ông cháu cha, cho nên tụi nó nhận nhiều nhất. Rồi bây giờ cái thằng công an cầm cái máy mà đo mà thổi hoài đó, thì con dưa đốt nó có bay qua không? Thật ra tưởng là bay cái lỗ mũi chính mày cầm cái đó ha, thằng kia nó thổi cái là nó phải phù qua tay mày rồi. Mày đưa cái máy thổi nhẹ thì mày nói thổi mạnh, mà thổi mạnh thì có dân nước miếng không? Dân nước miếng, tôi bây giờ tôi bắt trong làm thì nó phải thổi cho tôi, thì tôi chết trước hay là chết trước? Gặp bà Diệu Phước bà thổi hả? Thì tôi nói cái này cho ngày mai tụi Việt Cộng nó bớt thổi đi, phải không? Đó, cái này là lan truyền rất là lẹ nè, tôi nói rõ, phải không? Và như vậy bây giờ đó, cái số lượng mà 640.000 người tàu cộng nó đã có mặt ở Việt Nam, 5 triệu người ở thành phố Vũ Hán, nó đã chạy ra khỏi tổ quốc của nó. Mà nó chạy qua chỗ nào mở cửa, 14 quốc gia đều đóng hết, chỉ có Việt Nam là mở à. Kể cả Bắc Hàn cũng đóng, thằng Miến Điện cũng đóng, thằng Lào cũng đóng, thằng Thái Lan cũng đóng, thằng Campuchia cũng đóng, chỉ Mông Cổ cũng đóng, chỉ có thằng Việt Nam là tại vì ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng tại vì có cái hiệp ước gì? Hiệp ước Thành Đô, lẽ nó thẳng lòng bị chấn động sao? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì bây giờ tàu cầm nó đang đi vào con đường chết. Tôi nói rõ quý vị nghe, ông Trung không cần đánh nó. Ông Trung mà đánh nó, ông Trung không thể nào cấm tất cả hàng triệu chuyến bay vào tàu. Và không thể nào ông Trung, ông đánh thế thôi, ông không thể nào cấm hàng triệu chuyến bay bay từ ở Bắc Kinh, bay từ ở Thượng Hải, bay từ Quảng Đông, bay qua Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Ông Trung không thể cấm được, ông chỉ tăng thế thôi. Nhưng mà bây giờ con Corona này còn mạnh hơn cả tổng thống Trung nữa. Ông đã làm cho Tổ chức Y tế Thế giới gọi là WHO, WHO đã tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp toàn cầu, và nhờ có cái tình trạng khẩn cấp toàn cầu của Tổ chức Bảo vệ Sức khỏe WHO, cho nên ông Trung mới nương theo đó, ông Trung mới đóng cửa thành tàu cộng được. Mà đóng cửa tàu cộng là quý vị nhìn thấy coi, hàng hóa tàu cộng nằm ở đó không dám xuất khẩu. Xe hơi Corolla, xe hơi Toyota, xe hơi Honda đã đóng cửa rồi. Tôi hỏi tại sao đóng? Thì cái người mà làm việc bên đó họ về họ nói đó, người kỹ sư mà làm cho hãng Toyota hôm nay nói, bây giờ một cái nhân viên mà nó gấp ráp từ khi chiếc xe mà cục sắt, nó ráp ra tới cái bánh xe, rồi nó ráp tới vỏ niệm, từ
lúc mà nó bỏ sơn bỏ mái là biết bao nhiêu tay của người thợ của trung tâm. Mà khi nó di chuyển con đồ đô la này qua Mỹ, tụi con có dám mua chiếc xe mà trong thời gian của 2020 Mac and China không? Mà chiếc xe đó mà nhập về LA đồ Mỹ nó cũng đâu có cho, nó phải xịt thuốc và nó phải lên tắp tốn cả ngàn đồng để mà tẩy trùng nữa. Cho nên bán ra đâu có lợi với những chiếc xe đó ở các nước khác, cho nên đóng cửa. Thì bây giờ hàng hóa tổng cộng không bán được, phải không? Các chuyến bay đi và đến cũng không được di chuyển. Thì có phải là tàu tổng đang bị phong tỏa 100% không? Mà cái lệnh phong tỏa của thằng Corona có bao nhiêu quẩn này nó còn mạnh hơn là Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ phong tỏa nhưng mà ai đang nó vẫn làm việc. Tổng thống Hoa Kỳ phong tỏa nhưng mà thằng Nga nó vẫn làm việc. Thằng Bắc Hàn nó vẫn tiêu lòng. Thằng Việt Cộng vẫn tiêu lòng. Và bây giờ đó, cái hệ thống mà kinh tế của tàu cộng sắp sụp chưa? Tụi con thấy những cái chợ, những cái hệ thống fast food của Hoa Kỳ nó rút cười hết rồi. Và các lãnh sự quán họ đưa máy bay vô di tản, thì tàu cộng nó giữ lại những nước như là của Đài Loan nè, những nước như là Á Châu nè, nó giữ lại nhưng nó chỉ cho Hoa Kỳ đi ra thôi. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng, tại vì nó sợ Hoa Kỳ thôi. Cho nên cái đoàn này, cái tàu cộng nó sẽ rất là thê thảm. Mà tàu cộng bây giờ, quý vị thấy là số người nó chết lê liệt. Mà cái nguy hiểm nhất của nó là những người đã nhiễm bệnh thì nó cô lập chứ không nói gì. Những người đang nhiễm virus trong thời gian 14 ngày tại sao nó không đưa vào bệnh viện để trị? Tại vì nó hết giường bệnh rồi. Nó nói số lượng nhiễm bệnh rất lớn, tại sao nó cách ngay một cái bệnh viện giả chiến mà có 6 ngày, quý vị thấy không? Tại vì nếu mà thật sự nó control được 12 triệu người Vũ Hán thì hiện giờ nó ra lệnh bắt hết tất cả người Vũ Hán nó dục lại vô đó. Một ngày nào mà dân làng như Đà này bị nhiễm dịch mà tôi ra lệnh tên nào mà chạy lang thang bắt dục vào đây, tôi hỏi thầy, sao thị con tôi nó cho tụi bây chết hết, thì tụi con còn nghe lời thầy không? Và tới lúc đó vì bảo vệ mạng sống của tụi con sẽ nổi loạn. Thì tụi con không còn con đường nào. Và hiện tại ở bên tàu cộng đã có tình trạng là người ta chờ để trị bệnh và người ta không được trị bệnh và người ta đòi rút dao đâm bác sĩ y tá rồi, có chưa? Đã nổi loạn rồi, bác sĩ y tá trước sau cũng chết. Thì những thằng bộ đội, những thằng công an nó ở cư trú tại cái địa phương của tỉnh Vũ Hán nó cũng cầm súng nó bắn lại Tập Cận Bình cho coi, tại vì trước cũng chết sau cũng chết. Và cái hiện tượng những cái gì xảy ra ở Tập Cận cũng xảy ra ở Việt Nam. Quý vị thấy cái cảnh nó bỏ trên không, cái bà kia nó bán còn có 10 bao gạo mà nó mở cái cửa sắt lên mà nó đút tiền vô, quý vị thấy mấy chục bàn tay, thấy cảnh đó chưa? Cho nên cái cảnh là khan hiếm thực phẩm, hàng hóa tàu không bán ra được, thị trường chứng khoán của tàu sẽ sụp đổ, hàng hóa của thế giới không nhập vào được, và tới giờ này không ai muốn làm ăn với người tàu. Và nói thật, bây giờ đi trên máy bay mà quý vị thấy thằng nó nói tiếng tàu mà nó ho cái tôi cũng phải đổ ghế nữa. Thật sự mà nói, ngày qua tôi đi thì tôi cứ giỡn giỡn, tôi nghĩ mình đóng chai na ho thử sao mà tôi nghĩ nó tống cổ xuống cái chạy máy bay qua để được liền. Nó thấy mình mặc đồ này cái nó lên, nó dồn tôi, mà tôi á thì tôi mua cái vé là đi là coi như mua cái vé đi liền, thành cái giá cũng hơi mắc, thành nó ô tô nó bung cho tôi lên là coi như là first class. Tôi vừa lên tới nơi cái nó hỏi tôi where are you from, cái thầy nói from Manchana rồi nhưng mà nghĩ là không được, mấy first class là nó ngồi vô, cái tôi nói tôi sang Việt Nam, cái nó nói oh Việt Nam really, No, I'm Việt Nam, but I'm US again. I never been to Vietnam for a long time ago. No, okay, are you sure? Móc cái giấy bắt con ra cho nó coi. Okay. Mình nói Việt Nam nó còn trở mắt nó nhìn mình nữa chứ. Nhất là mình từ Seattle, nó tưởng là chiếc bay Eva vừa đáp, mà thì bị chiếc bay đêm đó. Cái chiếc Eva nó đáp tại phi trường Seattle. Là chiếc tối bây giờ biết không? Con ở Seattle cũng biết là đi chiếc tối đó. Thành ra thầy tính dở mặt cái mấy người Mỹ, dở thật lắm, nó còn dám đốt được không à? Cái sau cùng thầy móc cái đó hồ, thầy nói tôi không có đi đâu từ 1980 tới giờ tôi không có được về Việt Nam. Lúc đó nó mới ngồi, nó xua, nó nói chuyện mình chứ, mà thầy tính đốt kịch ho mấy tiếng. Ho mấy tiếng là đến buổi quẹt lên tiếng ấy. Là nó đuổi xuống liền, đuổi liền không? Xảy ra cho tàu cộng là nó sẽ xảy cho Việt Cộng. Tàu cộng sẽ chết ào ạt trong vòng 14 ngày tới và dưới cấp số 3.8. 3.8 là gì?
Thí dụ như một người bị bệnh, nó sẽ lây cho 3.8 người. 1 triệu người bị bệnh thì nó đang lây cho 3.8 triệu người trong vòng 1 tháng. Tháng thứ hai nó sẽ lên bao nhiêu? Và ông Trung nói rằng cái con số này từ đây cho tới ngày có thuốc mà chích ngừa, người ta sẽ bị 1.4 mấy chục ngàn người bị bệnh. Đại họa của thế giới này. Và tôi nói rõ, hồi sáng tôi nói, bây giờ các tổ chức kháng chiến thì Việt Cộng có bắt được, nhưng mà các tổ chức virus này không biết Việt Cộng có bắt được không. Tôi thách tụi bay đó, tôi nói thì tôi thách tụi bay đó. Vài bữa nữa tới con trai của tỉnh ủy chết, con trai của ủy viên Trung ương Đảng chết, cái cháu nội Nguyễn Sinh Phúc chết tại Sinh Phúc ở Đà Nẵng mà. Sinh Phúc nghe tôi hù dọ quá là ngày nay mới xích kho là bắt đầu phát đồ rồi đó. Không mới là lệnh phát đồ đó, phát khẩu trang, thấy không? À, cho nên khi mà Nha Trang bây giờ trở thành thành phố ma, quý vị tin chưa? Nha Trang trở thành thành phố ma rồi. Mà bây giờ hồi chiều ngày 9 bị Nguyễn Sinh Phúc công nhận có 99 tên bị nhiễm rồi. Nhưng mà ngày hôm qua nó có 4 tên và 99 tên từ đâu ra? Nhưng mà Việt Cộng nó nói một cái nhân trăm lần, 99 tên nhân trăm trăm là gì? Là 9.000 nữa 10.000 tên. 10.000 tên này đó, mình cộng 14 ngày nữa là khoảng giữa tháng 2 coi nó té được lịch cho coi nè. Lúc đó là thành phố Nha Trang sẽ cô lập, thành phố Đà Nẵng cô lập. Mà lúc đó mình biết người nào trên Đà Nẵng không? Hả? Đứa nào mà nói anh Bo, rồi anh Bo lên xe. Đúng như dân Vũ Hán đó, nó nói tiếng Vũ Hán là tụi Thượng Hải trở lên. Bây giờ trên một chiếc tàu có người người Quảng Nam tụi con sợ không? Biết không? Biết chứ, anh Bo, anh Hưa. Anh Hưa, em đi. Dạ báo cáo hôm nay nó từ tổ dịch Đà Nẵng đó ra. Thấy không? Còn nói, còn nếu Nha Trang là cậu đé. Thấy không? Là như đó mình thanh dùng. Lúc đó là đi Nha Trang không được chạy vô Bình Thuận, không được chạy ra Quy Nhơn, coi như nội bất sức khỏe bất nhập. Và dân lúc đó cũng cầm cây mày Nha Trang, hả mày Đà Nẵng là thiếu. Thấy không? Không được sang qua. Và lúc đó quý vị thấy, cái gì xảy ra cho Tàu Cộng là xảy cho Việt Cộng. Và lúc đó trên Sài Gòn mà té lục tục, phải không? Và đội ngũ của Việt Cộng là có như 40 bộ đồ bảo vệ cho 10 triệu dân Sài Gòn, đúng không? Lúc đó là không bệnh á, thì vô đó cũng thành bệnh luôn. Mà bác sĩ sẽ bỏ chạy đó. Mà khi mà dân nó chết rồi, nó sẽ quýnh cảnh sát, nó sẽ quýnh bác sĩ cho coi. Y tá bác sĩ sẽ chạy hết. Bây giờ tôi tặng cho quý vị một cái giấy bác sĩ nha, quý vị làm việc đi, về làm việc ở ở Việt Nam dám làm không? Hả? Tôi trả lương cho 1 triệu một tháng. Quý vị đeo cái bảng tôi là bác sĩ Mỹ, có cái bằng Mỹ này, về sẽ trị. Tôi sẽ trị hết bệnh viện Corona này nè, nó nhào lên quý vị không? 10 triệu người nó cái tay quý vị không trị, sao nó lụi quý vị đó? Hả? Cho nên quý vị thấy là cái kiểu này là thẻ đảng cũng không làm gì được. Thấy không? Gia đình có công cũng làm việc bộ đội công an. Khi mà vợ của bộ đội bắt đầu chết, vợ của đảng viên bắt đầu chết, mẹ của đảng viên bắt đầu chết, thì nó chạy nó ra làm ở đâu? Nó chạy vào bệnh viện 108. Bệnh viện 108 là bệnh viện dành cho cán bộ cao cấp. Vợ Sài Gòn thì chạy cho bệnh viện trung ương, bệnh viện dì dân á. Nhưng mà giờ có 40 bộ đồ khẩu trang thì ai mặc đây? Hả? Quý vị thấy rõ một cái điểm là cái ông Nguyễn Đức Chung, ông đã lên tiếng chuông báo động rồi. Và bây giờ tôi nói xin lỗi, một cái hay nhất là có nhiều người nói sao thầy không chống cộng, thầy không kêu mà coi ba đi chị ủng hộ Lý Sợ Phạm, ba sạch nó cần gì nữa. Lý Sợ Phạm vậy chứ cũng sạch được vài chỗ, chứ mà Corona nó sạch hết nước luôn. Khi mà Sài Gòn nó té lịch bịch rồi, với cái trình độ mà y tế nghèo hèn hả và khủng hoảng, và khi đó cái lượng Việt Kiều không còn về nữa, hàng hóa không được nữa. Mà tôi nói thẳng bây giờ là cô Mai đó, làm cái ban nhà biết, cô có mấy đứa em đó là giấy tờ bảo lãnh qua rồi mà nó ngưng lệnh gì có biết không? Không cho qua đó, không phải là nó tạm thời không cho qua, thấy không? Mà hiện giờ tại phiên trường Tân Sơn Nhất này, ban ngày tôi nói thì tụi tôi nghe đi, là rất nhiều Việt Liều đang đưa giấy bao lên bát để đổi nè. Tại thường thường Việt Liều về ăn Tết là phải ít nhất là cũng phải qua rằm tháng Giêng, đúng không? Bây giờ đó cả 100.000 người cùng ra Tân Sơn Nhất một lượt thì có máy bay không? Rồi bây giờ họ chạy đua tới ngày mai nè. Đúng 17 giờ giờ DC, ngày 2 tháng 2 là ngày mai này nè. Em nào vô là cũng bị thanh lọc hết, phải không? Mà bây
giờ tôi nói xin lỗi đó. Quý vị có thân nhân về Việt Nam, quý vị dám đi đón không? Trong làng thì có tên nào về tôi cũng không cho vô đâu. Dạ, 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 đâu cho vô. Vô chết cả làng sao tôi cũng sẽ chết chứ bảo. Còn con trai thì nó đâu có thai và tự tỏ gì đâu. Đâu. Corona nó nhỏ hơn cái trứng gà tới 100 lần mà nó bay và corona nó bay trong không khí mà nó người qua người mà bây giờ đó ở tại Hà Giang nó trứng gà đang nổi lên nữa coi như phước bất trùng lai mà quả vô đinh trí tập trận bình kỳ này là coi như là bây giờ xong rồi. Trời ơi ông Trung bảo cấm vận làm sao mà ông cấm vận được cái hãng hàng không không bay được cái gì đúng không quý vị mà bây giờ tự động coi như là hàng triệu chuyến bay bị cancel. Và hàng quá tàu cậu bây giờ tụi con dám mua không? Không, không dám mua, thấy không? Và như vậy đó, là tự động nó chết thôi. Mà nó chết rồi thì dịch động cũng chết theo thôi, thấy không? Cái gì tưởng Mỹ nó khờ, cái gì tưởng nó Mỹ nó không biết đâu. Trăm ngàn chỉ kiều về người nào cũng khỏe mạnh đó. Ê, nhớ kỹ, tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ có mặt ở Việt Nam. Tòa lãnh sự quán có mặt ở Sài Gòn không? Có. Có mặt ở Hà Nội không? Có. Có mặt ở Đà Nẵng không? Có. Có làm cái gì? Không phải là cái tòa đại sứ đó chỉ là đơn giản là đóng visa và là bảo lãnh đâu. Cơ quan tình báo của tòa lãnh sự quán nó nằm đây ở trong những nhân viên ngoại giao, cũng như tòa lãnh sự quán của tàu cộng ở Mỹ là nhân viên tình báo của tàu cộng. Cho nên tất cả những con số mà báo cáo láo đó, mình nghe trên đài nó nói là Nguyễn Xuân Phúc bữa nay có mấy chục khe là không tin đâu. Mà tụi CIA của Mỹ đó, nó cho tiền. Nó cho tiền từ đâu? Nó đưa ra này nè, 10.000 đô nè, à, bệnh viện này nè, anh biết bao nhiêu khen cho tôi biết đi. Nó cho 10.000 đô, nó treo nó cho cái thằng mà đi nhà xác đó, coi bao nhiêu thằng chết nè. Vì 10.000 đô lớn không quý vị? Anh chỉ cho tôi biết thôi. Ha, rồi, như vậy đó, nó chỉ cần bỏ ra 1 triệu đô la thôi, các bệnh viện là có tiền hết, thấy không? À, có những đường dây dịch vụ, anh chỉ cho tôi biết thôi, hả? Cái số lượng người chết là bao nhiêu, vậy thôi. Trời ơi, nó nắm còn rõ hơn là Nguyễn Tấn Dũng nắm nữa, thấy không? Rồi bây giờ Việt Kiều về nước hả? 50 tiểu bang đều có Việt Kiều hết. Chúng ta mà mua vé máy bay, chúng ta mà bút vé là TSA nó đã biết tụi con chưa? Nó biết tụi con lên chuyến bay không? Nó biết hết. Và tụi con sắp trở lại nó cũng biết tụi con đi đâu bao nhiêu ngày nó biết không? Nó kéo cái bắt bò, kéo cái visa, kéo cái rinh khám nó biết không? Trời ơi, nó biết kỹ tụi con đi ở đâu ở bao nhiêu ngày nữa. Cho nên quý vị đừng có lo. Hoa Kỳ nó không có dại dột đâu mà nó để cái số lượng di trùng nằm trên 100.000 Việt Kiều đâu. Mà Úc cũng vậy, nó cũng chả có dại mà nó để cho Úc vô. Con bây giờ này ở Sài Gòn, con bây giờ con đố mà con về yên á. Thấy không? Nó đưa qua một cái đảo kangaroo nào đó. Ở với mấy kangaroo, mấy gấu mà bị gấu gì mà cô làm mà mỗi giờ còn chết á. Úc nó nhiều đảo lắm. Để nó ở với mấy khỉ trái đuôi á. Thật ra bây giờ đó, là quý vị thấy một cái đòn này rất nặng. Người ta tuyên bố rằng, các nhà kinh tế gia tuyên bố rằng tàu cộng sẽ sụp đổ vì nội loạn. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, khi mà anh chết tôi không chết, ví dụ như công an không chết, đảng viên không chết thì nó còn nghe lời Tập Cận Bình. Việt Nam cũng vậy, khi mà công an đưa cái thẻ đảng ra mà corona nó chạy, hay là bộ đội mà đưa cái thẻ đảng ra corona nó chạy thì nó còn trung thành cho Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà khi gia đình nó bị tình tên lật ập xuống chết, phải không? Và hết cha nó chết, ông nội nó chết, cháu nó chết, chết la liệt như là Vũ Hán, thì lúc đó công an có còn bảo vệ đảng nữa không? Nó chạy vô cắt cổ Tập Cận Bình. Đó, như trong làng này đó, là tôi thứ tự tôi xây nhà giảng sanh, phải không? Tôi xây nghĩa trang để tôi hướng dẫn cho quý vị. Còn tới ngày nào bình dịch đó, mà tôi nói không, trong này chỉ có bao nhiêu bộ đồ, chỉ có tôi bộ. Phát hiện tâm bộ, cái gì thiện bộ, phước ông bộ, thiện phước chuỗi này, có sống trong này được không? Do tụi bay hạ bốn tên này, đốt cho nó. Thì nó mất trật tự liền. Đúng không quý vị? Khi mà dân chúng nó còn sống trong hạnh phúc, khi mà cái thế lực cầm quyền nó còn điều động được công an và bộ đội, thì lúc đó nó còn nói nghe. Và tôi tiên đoán tầm một tháng nữa thôi, những con vi trùng mà nó nhiễm 14 ngày rồi, quý vị sẽ thấy nó bắt đầu nó phân tán. Và theo cái tỷ lệ này, thành phố Sài Gòn lây lan rất là lẹ, phải không? À, và quý vị đừng có lầm tưởng rằng bệnh cái mũi là hết đâu, hả? Di trùng, ổ di trùng từ bàn tay nè, thấy không? Ngày mai là công an bắt đầu bớt thổi là
không khí luôn rồi. Nó đi trong không khí. Mà anh một ngày, anh đón là anh chạy một tên này, anh kiếm tiền 50 ngàn đi mua hai ổ bánh mì. Nhưng mà anh ơi, anh còn mạng để ăn bánh mì với vợ con anh không? Thấy không? Bớt thổi lại đi. Còn nên, bây giờ, cái tên mà thổi đó, tôi giờ nóng sốt quá, thổi dùm quá. Thôi đi đi ra nổi, đúng không? Nghe thông lai có di chuột từ biển mấy ông đó. Hả? Tôi bảo đảm với quý vị, cái trận này là cái trận cộng sản không tìm ra cái bọn thân địch và bọn thù địch. Bọn thân địch cũng chết và bọn thù địch cũng chết thiệt. Và rốt cuộc rồi đó sẽ trải qua cái nạn đói cho quý vị rồi. Quý vị tin không? Cho nên ngay từ bây giờ tôi nhắn nhủ đồng bào vô siêu thị có gì hốt cái đó trước khi quá trễ. Hốt hết cho tôi đi, tôi nói mấy ngày trước không nghe. Tiền trong ngân hàng phải rút thiệt lẹ, nếu không là vài bữa corona nó sàn đập hết trong mấy đồng tiền đó. Tại vì bây giờ nó còn có tờ không, còn vài bữa nữa 650 ngàn tàu cộng nó đâu có xài tiền, lúc nó đổi ra rồi quý vị xài, mà nó qua tay tàu cộng rồi quý vị tiêu. Không? Cho nên phải rút tiền thiệt lẹ và mua đồ thiệt nhiều sẽ đói đó, nạn đói sẽ đến, bảo đảm luôn. Một bao gạo mà nó thò 20 bàn tay. Dạ. Không, cái chuyện này nó xảy ra cho Vũ Hán là nó sẽ xảy ra cho Việt Nam. Dạ, đúng rồi. Cho nên giờ phút này tôi không còn cái lời nào để mà chống Việt Cộng nữa, tại vì có con corona nó làm rồi. Tôi nhắn nhủ một thông điệp, tôi thương yêu tất cả các đồng chí làm trong ngành công an giao thông. Và tôi tại sao cái người có sở tài sáng giờ không chửi? Tôi nói bây giờ cả nước đang bị corona tấn công rồi, đội quân này nó có tới mấy triệu lính nè. Hồi xưa tôi kiếm 1 triệu lính không ra, bây giờ nó tới mấy triệu mà nó không đòi đồng lương nào hết. Mà bây giờ Việt Nam là một tỉnh của Tàu. Hả? Mỹ nó không biết hả? Mỹ nó biết quá cha chúng ta, tòa lãnh sự Mỹ nó không biết hả? Nó biết bao nhiêu Việt Kiều về ăn Tết nữa, phải không? Và cái số lượng mà chúng ta confirm lại không thể nào đi thổi. Bây giờ những tên Việt Kiều mà còn ở tại Việt Nam đó, mà nó qua tới nơi đó, trong làng mình có tên nào mình cũng không đón tên đó hết. Mới làm sổ mũi nữa, mới về tới ngày nào? Dạ, cũng về trước rồi chứ bộ. Về trước ngày nào? Trước 2 tuần mới tới. Rồi đưa vô trong. Đưa đi pháp địa tạng, đóng cửa lại. Neo 4 con đinh, chúc cho 2 gói mì. À, đưa ra ở sẽ tốt. Nộp đơn với thầy Tây Minh. Ăn cỏ với mấy con thú đó. Con về đây ngày mấy? Ngày mai bác sĩ Tâm Ho là phải phiên về. Đây trực tiếp là coi như là tôi dự thiện là 1, thiện tâm là 2, phước là 3. Lấy xa là có Phước Châu. Con trở lại ngày mấy vậy? Dạ ngày 10 thưa bộ. Ồ ngày 10 hả? Dạ. Chứ trở lại ngày 20 là giờ này chưa cảnh sát chốt liền. Dạ 20 chứ. 20 á. Ông sư phụ bây giờ mấy chuyến bay từ Việt Nam qua là nó cách ly luôn, đâu có cho vô phi trường. Dạ. Nó vừa tới phi trường là nó đã. Có áp dụng cái luật này, Trung cũng nói là không có 14 cho vô, ngày. Không có cho vô cái cửa để vô cái phi trường. Ngày sáng hôm qua là tối chạy lên thì thấy một chiếc là nó đáp vô mà nó có cái xe bớt á. Cái xe bớt mà kiểu như hồi xưa mà mình đi về Việt Nam hay cái gì là nó đón á, cái này nó lên xe bớt luôn. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Nó không có mà nói với nó là đi đặc biệt là đưa vô một cái chỗ riêng. Giờ cái người không bệnh cũng sẽ bệnh luôn. Chỉ 14 ngày. Dạ, trong máy bay đó, dạ, nó có dù có một người bệnh là cái đám đó đi 14 ngày một lượt là không bị luôn. Cái hệ thống mà air conditioning nó làm việc thế nào, quý vị thấy như đây nè. Nó dần là máy lạnh, trên này nó có 4 lỗ kêu là, nó là outlet air. Rồi sau lưng cái ông này là cái air nó return qua cái filter. Đúng không quý vị? Dạ. Thì nó thổi hơi lạnh vô, rồi nó rút hơi nóng ra, rồi nó đi trong cái máy, nó qua cái evaporator, nó sẽ cồn. Và nó sẽ cồn như vậy là trong này đó, chúng ta là người thanh tịnh là 1-3 tháng sau chúng ta thay cái air filter. Mà trên máy bay cái không gian nó nhỏ, 400 người đi trên 747. Yeah. Cứ một người bệnh là nó cái thổi, rồi trên đầu chúng ta có cái đồ chỉnh air đó. Cứ ngồi chỉnh lui chỉnh tới, phải không? Rồi trên cái khay mà để ăn đó, chúng ta cũng rờ, rồi cái đầu chúng ta cũng dựa.
rồi vô nhà cầu đó, chắc chắn rằng cái nhà cầu đó trên cái 747 400 người mà có bốn cái nhà cầu thôi, 4-5 cái nhà cầu mà vô có cái cửa này là có thằng tàu cậu mà nó đóng nó sẽ xong rồi. Cái gì thấy không? Rồi rửa mặt, rồi quẹt tay, rồi nó vô người. Bị hết luôn. Thành ra cách ly nguyên mấy bạn. Cái đau thương của thầy đó là thầy nói cho dân tộc Việt Nam biết là chuẩn bị đi, mấy anh chuẩn bị chết như rạ, giống như Vũ Hán vậy. Tại vì hiện tại chỉ có Việt Nam, mà Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu là gì? Sau khi Mỹ nó lót Tàu xong là nó sẽ lót tới Việt Nam. Về cái luật pháp quốc tế thì Việt Nam là một nước độc lập, có lãnh sự quán và có chân ở Liên Hợp Quốc, nó không thể lót chung. Nhưng mà thằng Mỹ nó biết không? Đại sứ Mỹ ở Việt Nam nó biết Tàu Cộng đi lên thang không? Trời ơi, Mỹ nó khôn gấp trăm ngàn lần. Cái tòa đại sứ đó là con mắt tình báo của nó thôi. À, chứ không phải cái chuyện mà mình mất mắt con nó làm đâu, hay là nộp đơn bảo lãnh, không phải đâu. Chuyện chính là theo dõi tình hình của đất nước đó nha. Mà tới một ngày nào mà nó làm cầu không dẫn, nó di tản cái tòa lãnh sự quán đó là bắt đầu Sài Gòn loạn liền. Quý vị tin không? Bắt đầu nó di tản nhân viên ngoại giao nó ra khỏi là loạn liền. Mà con ở đó con biết trước sao con chạy vậy? Con biết không? Dạ không. Chưa biết gì. Nhưng mà giờ ta biết rồi nè. Bây giờ bà con biết rồi nè. Hiện giờ ở Việt Nam là khủng hoảng nè, mấy ngày trước nói tin bây giờ là bắt đầu thấy té bệnh bệnh hết rồi nè. Em con nói với quê giống như chưa biết gì, nó không nói gì, dạ. Thấy lên mạng đồ ca hát đồ. Mày đỡ đi, thì dài nữa đó mấy cái đó là không có khỏe. Con nhắn con nói là có sự chết cũng lo mà còn lo ăn nhậu. Đâu biết nè, mấy người không chơi mạng không có biết đâu. Nhưng mà những người Sài Gòn có biết rồi. Em con bên đây nó về, mà mới về mấy ngày nay thôi thì cái bệnh này nó có rồi. Nào, nó chưa có qua được đâu. Nhưng mà con khi nào em con qua là con cũng mới vô xe thú ở đó. Không biết. Nhiều khi nói là điện thoại. Nói là điện thoại. Tụi con dùng cái đầu để thấy rằng trong kinh Phật nói cái nạn dịch này nó sẽ đi kèm theo nạn đói. Mà bây giờ nếu xảy ra nạn dịch ở Hoa Kỳ, tôi nhìn cho quý vị thấy nè, Hoa Kỳ sẽ dùng một cách gì? Tôi hỏi mấy bác sĩ ngày nay, về chiều giờ tôi hỏi một số bác sĩ đệ tử của thầy thì họ nói thế này, là họ sẽ dùng nước biển, họ truyền vô và họ dùng những cái thuốc tạm thời giảm nhiệt và họ dùng những cái thuốc mà để mà tăng lực, để giữ gìn cho mình không sốt và để cho cơ thể mình đó, tự động tạo ra cái chất miễn nhiễm. Mà thời gian để nó tạo ra phải 14 người tới một tháng, mà người đó phải khỏe mạnh. Còn cỡ như mấy cư dân mình á, là coi như bị cái đó là không có đi đâu. Những người lớn tuổi và con nít chết liền. Chết liền. Cho nên á, họ nói rằng dưới cái điều trị đó á, là nước Hoa Kỳ nếu mà để cho nó bùng phát như Tàu Cộng Hoa Kỳ tốn hàng triệu lên đô la luôn. Không có rẻ. Thì bây giờ chúng con thấy có bảo hiểm, không có bảo hiểm là bị nó phải trị đã. Chứ nó không có kiểu mà nó dùng cho chết. Thí dụ như cái làng mình có bị á, là nó không có chuyện người bệnh nó trị và người không bệnh nó nhốt đâu. Nó phải đưa ra nó trị. Mà về Việt Nam đủ tiền để trị không? Mà tôi hỏi cái số lượng mà chi phí cho một người bị bệnh là bao nhiêu? Họ nói là mỗi một người mà trị như vậy tốn từ 15.000 tới 30.000 đô la. Dân Việt Nam bây giờ 30.000 đô la họ làm gì có? Không có. Cho nên cái đó là một cái là quý vị đừng có giỡn. Thành ra bây giờ thầy không cần chữ Việt Cầm, không cần hù dọa, không cần kêu gọi Việt Kiều đừng trở về làm ăn nữa. Mà thầy chỉ kêu gọi là người Việt phải biết làm cái gì. Và từ kêu gọi này quý vị chờ đi, quý vị nghe lời một tên thái thú để rồi quý vị giao nhận mạng cho tụi nó. Đúng, bây giờ cứ nghe đi. Tới ngày corona bắt đầu tấn công, cha quý vị chết và mẹ quý vị đưa vô bệnh viện, mà đưa vô bệnh viện không có thuốc, hoặc là mẹ quý vị đang gấp gáp rồi em quý vị đưa vô để thử máu coi có phải là bị corona không, có bị dương tính không. Trong thời gian quý vị get like là quý vị đã bị lây tại bệnh viện rồi. Thì quý vị lúc đó quý vị còn nghe lời của Nguyễn Phú Trọng hay không? Và trong nhà quý vị chỉ cần 10 người mà có 3 người chết rồi thì quý vị thấy sao? Hả? Là quý vị còn sợ chết nữa không? À, rõ ràng lắm. Và lúc đó đó tù nhân sẽ phát bệnh. Trong tù nhân có phát bệnh. Mà tù nhân phát bệnh rồi ông lại nhốt đó mấy giám thị có dám đến đập không? Không, thả tù nhân ra. Thấy không? Lúc đó là lon cà lò cào, mà khi mà nó cô lập các thành phố rồi là đói xảy ra, cốt bóc xảy ra. Và khi mà số lượng người mà mỗi một ngày 10.000 tới 20.000 người té thì có ai dám bít ấp những cái xác đó không?
bây giờ nó còn cho vài cái hòm gửi chôn, nhưng mà thời gian bệnh dịch xảy ra bộc phát trong tháng tới này nè, số lượng người nhiễm nó được 15 ngày đó, nó bộc phát ra đó, thì nó có đủ sức cho hòm không? Nguyễn Xuất Phúc bây giờ có xem sức vài trăm triệu đô la để cho tài cộng đó không? Hồi chiều nó nghe bài nói của thầy bắt đầu nó cho mấy cái khẩu trang rồi. Nhà nó biết rằng là con corona này cũng sẽ vô tới phủ thủ tướng luôn, phủ chủ tịch luôn, không tha ai hết. Cái này rất là nguy hiểm, mà chúng ta thấy rằng nó có thể diệt chủng dân tộc Việt Nam. Cho tới khi chúng ta phải giữ gìn mạng sống, cho tới khi tàu cộng sụp, diệt cộng sụp thật sự mà chưa có thuốc ngừa đó, tôi cho ông này về làm tổng thống. Thế Nguyễn Phú Trọng làm không? Cho bác Thiện Tâm làm về làm thủ tướng Thế Hạnh Phúc. Giờ đâu có cần chữ nó nữa. Bây giờ chỉ nói cho nó cái ngày mai nó như thế nào thôi. Thấy không? Thật sự thành phố Vũ Hán bây giờ không phải là vài ngàn nữa, mà nó tính vài trăm ngàn. Những tiếng kêu cứu từ trong thành phố Vũ Hán có không? Mà cái mà nó dở nhất là những người mà không bệnh thì nó phải ngừa, những người bệnh nó phải trị. Đằng này nó cô lập người ta giống như là kẻ thù. Bây giờ quý vị mà chạy ra tới cái thành Tây Bộ nó, ê mày là bị bệnh, chạy qua đây bệnh thì bệnh, ê mày có nghe, chạy ngõ nào cũng bị cô lập, thì lúc đó chúng ta phải mở đường máu thôi, đúng không quý vị? Cho nên cái đó là cái nội loạn xảy ra trong Tập Cận. Tập Cận Bình bây giờ mất uy tín chưa quý vị? Quá mất luôn. Đối xử với vụ corona này biểu dấu, cái thằng thị trưởng thành phố Vũ Hán nó đã nói thế nào? Dân chủ nó nói tại vì tôi nhận lệnh của Tập Cận Bình là không được nói. Rồi có một cái thằng thanh niên lên nó chữ giờ kêu Tập Cận Bình bỏ hết bệnh á. Bây giờ thấy người Tàu họ lên họ tha thiết, họ kêu gọi có những người yêu nước mà họ vượt luôn cả bức tường lửa để mà họ biết bị ở tù đó. Nhưng mà họ đâu có sợ, ở tù cũng vậy thôi à. Bây giờ mà quý vị bị tù á, mà quý vị nói tôi giờ ngứa ngáy, giờ tôi bị nóng sốt này, tôi muốn vô tù để trị, nó có thật nó giống tôi không? Không bao giờ. Nghĩa là nó khủng hoảng cái hàng ngũ cộng sản rồi, tôi bảo đảm với quý vị. Và tới tháng tới này, trong tháng 2 này quý vị thấy ơi, nó chết trong hàng ngũ đảng viên cộng sản không nhiều, chừng 10.000 thằng quý vị sẽ thấy nó thay đổi liền. Mà mình có lúc đó mình có muốn cứu Việt Nam, mình cứu cũng không được nữa. Cứu Việt Nam cũng không được nữa. Sẽ chết vài chục triệu người. Rồi sau khi từ đó tới một năm, trong số 1 tỷ tư người chết thì sẽ có Việt Nam mình vài chục triệu người. Thì lúc đó là nước Việt Nam mình chỉ là hoang sơ bệnh dịch. Và rất nhiều cái thời gian chúng ta sẽ tái thiết lại, đó là cái đau khổ của dân tộc Việt Nam mà họ không nhìn thấy. Kinh Phật đã nói rõ ràng, khi mà chính quyền vô đạo, anh chị em không có tình nghĩa, loài người hở là giáp dao đâm chém nhau, là đang xảy ra ở Tàu Cộng và ở Việt Nam. Quý vị thấy dân Tàu Cộng đã ác 10 thì Việt Nam cũng ác 9 rồi đó quý vị ơi. Việt Nam mình bây giờ cũng đến nỗi giết chó mà dùng cái lửa đốt sống có không quý vị? Quá tàn nhẫn, con người nó không có cái nhân tính luôn. Thấy không? Và những cái người giết con chó đó quý vị lên án hả? Còn nhẹ hơn là thằng Nguyễn Phú Trọng và thằng Nguyễn Sinh Phúc. Tại nó giết có một con chó thôi à. Nhưng mà nó mở cửa để nó đón corona này, nó giết. Quý vị nhìn cái thằng giết chó sống nó ác hơn, nhưng nó ác không bằng cái thằng Nguyễn Phú Trọng và cái thằng Nguyễn Sinh Phúc. Quý vị có đồng ý không? Nó giết cả dân tộc Việt Nam. Và những người tới giờ này đó, quý vị vẫn còn tiếp tay làm việc cho hai cái thằng ác nhân Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Phúc đó, thì quý vị chuẩn bị đón cái nhân quả. Thì Kinh Phật đã nói rõ, tôi chỉ đem kinh ra tôi nói thôi ha. Sẽ xảy ra nạn dịch xong tới nạn đói à. Mà bây giờ Đức Phật nói là mưa gió không có mưa thuận gió hòa nữa rồi à. Và bây giờ đó, quý vị sống được là nhờ cái Việt Kiều nó đổ tiền về nè. Nhưng mà tôi bảo đảm từ đây cho hết nạn dịch corona, tôi khỏi cần kêu gọi một tiếng Việt Kiều cũng không về nữa. Bút vé ngày mai cho con về. Có gửi cũng không có mạng để xài nữa. Không có mạng để xài nữa. Tôi bảo rằng cái dịch này, cái thằng Trung Cộng nó mạnh gấp trăm lần thằng Việt Nam mà nó còn chịu thua mà. Trong 6 ngày mà nó xây xong một cái bệnh viện 10.000 giường, Việt Nam có xây được cái đó không?
mà khi nó đã đầu hàng rồi mà nó lại mở cái cửa ra, nó cô lập dân chúng nó, dân chúng có cùng nguồn gốc, có cùng cái huyết thống mà nó còn đối xử như vậy, nó mở cái cửa khẩu Việt Nam ra để nó đưa cái sức cảm. Dân Dũng Hán chỉ còn có đường chạy là chạy qua Việt Nam. Bây giờ biết về những thằng nó xin ở với Kiên Giang không? À, nó xin nó ở lại không? Nó ở chỗ này chỗ kia mà mình phải đón tiếp nó đó. Còn người Việt mà bị bệnh thì nó sao quý vị? Tấm cổ qua, nó dục qua biên giới. À, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đó mà. Bây giờ có nhiều người hỏi sao thầy không chữ Việt tộc, chữ cái gì nữa? Bây giờ tụi nó trước sau gì cũng chết. Tại vì bây giờ cái tổ chức nào lật đổ Việt Cộng nó cũng tìm ra vì có những Việt gia. Nhưng mà con Duy Trùng này nó có thai Việt gia không có gì? Việt gia, Việt Cộng, Việt Kiều, ba thứ là Việt hết. Nó chừa ai hết. Việt liều cũng chết luôn. Việt nào cũng chết hết. Chỉ có người nào biết khôn hồn thì bây giờ ở đây dưới cái nền coi như là phát triển về vấn đề y học của Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng nó không để cho quý vị đâu, mà Hoa Kỳ nó không để lây lan đâu. Thì với cái bệnh dịch là chúng ta không cần có bảo hiểm, không có bảo hiểm nó cũng phải trị. Tại vì nó trị thì vấn đề luật pháp và vấn đề nó bảo vệ con virus này không có bùng phát đâu. Nhưng mà ở Việt Nam tôi nghĩ không đủ khả năng đó. Không đủ khả năng đó. Chắc chắn luôn. Tàu Cộng đã đầu hàng rồi. Mà cái tổ chức mà ở tại Hoa Kỳ, quý vị có biết là cái trung tâm là kiểm dịch của thế giới nằm ở Houston không? Ai biết cái chuyện đó thì con sợ thử coi. Cái văn phòng nó nằm tại Houston đó. Có hai bác sĩ Việt Nam làm trong đó đó. Mà họ nói là hiện tại chưa có thuốc để trị. Người ta còn không biết con virus đó là từ đâu mà ra. Tàu Cộng nói thì con dơi không đúng. Mà nó có thể xuất phát từ cái phòng mà vũ khí hóa học và di trùng của Tàu Cộng nữa. Đó là nó bị nhân quả đó. Nó tính đưa cái vũ khí đó khi có chiến tranh với các nước khác, nó bỏ vào trong cái đầu đạn quả tiễn, nó bắn vào cái nước ca để con di trùng này phát tán ra. Nhưng mà trong thời gian nó còn đang thí nghiệm thì những cái người mà đang làm trong phòng thí nghiệm nó để cho con nó chạy thoát ra, nó lây và bắt đầu nó phát tán. Mà nó xảy ra từ tháng 9 là nó giấu riết, nó giấu riết. Tới bây giờ nó không cho các phái đoàn của Hoa Kỳ qua để cứu trợ gì sao vậy? Nó sợ Hoa Kỳ qua với những khoa học gia về di trùng, họ sẽ tìm ra cái nguồn gốc và họ sẽ lên án nó, thành ra nó tuyệt đối thà chết chứ nhốt dân Vũ Hán chứ không cho. Một lần nữa, để trước khi chúng tôi cũng sao quá trễ, và chúng tôi xin tạm biệt, và chúng tôi sẽ có chương trình niệm Phật A Di Đà 108 danh hiệu, và chúng tôi trì 7 lần chú tâm chú của coi như thần chú Thủ Lăng Nghiêm để chúng tôi hoàn tất chương trình cúng sao giải hạn. Xin mời quý vị lên ngồi những ngọn lửa cho chính ngôi sao này. Tối nay chúng ta cúng sao hội. Và chúng tôi xin tạm biệt tất cả các Phật tử đã nghe cái bài pháp thoại tối nay. Và kế đó con cho lót đi và qua cái sách sinh cúng sao. Con hiểu không? Con sốt cái này và chúng tôi qua cái phần là cúng sao giải hạn bằng tâm chú Thủ Lăng Nghiêm và danh hiệu của Hồng Danh Đức Phật A Di Đà. Xin tạm biệt quý vị. Bây giờ mời quý vị đốt đèn và chúng